Thì như cô đã nói vào hôm trước đó là sang chương 7, chương 8 là mình sẽ làm quen với hai dạng thuốc có thể chất bám rắn, có đường dùng tương đối đặc biệt, đúng không? Đó là thuốc đặt và thuốc mỡ. Thì khi người ta phân loại các thuốc của mình về các nhóm thuốc đặc và thuốc mỡ, nghĩa là người ta phân loại dựa vào thể chất, dựa vào cái đường dùng rất là đặc biệt của những cái thuốc này nha. Chứ còn khi mà xét về cấu trúc của dạng bào chế thì thuốc đặc hay thuốc mỡ nó cũng chỉ thuộc ba cái dạng cấu trúc bào chế mà mình đã học từ trước đến giờ, đó là dạng dung dịch hoặc là hỗn dịch hoặc là nhũ tương, hoặc là sẽ có những cái dạng thuốc mà nó sẽ có đa cấu trúc, tức là nó chứa nhiều hoạt chất, mỗi hoạt chất có một cái tính tan khác nhau thì có thể có đa cấu trúc trong một cái dạng thuốc nha. Đấy là về dạng thuốc này. Như vậy thuốc đặc nó là để gọi tên cho cái đường dùng nó đặc biệt và cái thể chất cũng khá là đặc biệt của nó nha. Và cũng như tất cả những cái phần học của mình rất là quen thuộc với các cái môn bài giảng của cô, đúng không? Thì mỗi một nguyên tắc là gì, trước khi vào một cái dạng thuốc mới cô thường sẽ hỏi mình về cái gì, các bạn biết không? Câu hỏi đầu tiên khi vào một dạng thuốc mới đó là gì, xem hiểu cô được bao nhiêu. Khi vào một dạng thuốc mới thì cô hay hỏi cái gì? Chính xác, rất là hiểu cô đúng không nha. Bởi vì các bạn thấy là gì, rõ ràng mỗi cái dạng thuốc nó phải có những cái ưu điểm nhất định. Cô thường hỏi ưu điểm trước, đúng không? Ưu điểm nhất định thì nhà bào chế người ta mới phải đi cất công bào chế sản xuất, đúng không? Và mình sẽ xét cụ thể đến thuốc đặc như sau, đúng không? Các bạn có thể rất dễ dàng nhận thấy này, thuốc đặc của mình, ví dụ paracetamol của mình, trên thị trường có rất nhiều dạng bào chế, các bạn có thể thấy vô vàn dạng bào chế. Ví dụ paracetamol dạng viên nén có, paracetamol dạng viên nang có, paracetamol ở dạng gói bột pha uống có, ở dạng viên sủi có, siro có, đúng không? Thuốc tiêm truyền cũng có. Như vậy là đủ từng thể loại rồi. Nhưng tại sao người ta vẫn nghiên cứu, vẫn sản xuất ra paracetamol ở dạng viên thuốc đặc, đặc cực đàng, đúng không? Và cái viên thuốc đặc này không những nó có trên thị trường mà nó rất là thành công, nó có được cái sản lượng bán ra cũng rất là nhiều. Vậy thì nó phải có những ưu điểm nổi trội mà các dạng thuốc khác không có được, đúng không? Và bây giờ các bạn nên dành ra khoảng 5-10 phút để nó đọc sơ bộ cái phần bài của mình và kể cho cô những cái ưu điểm của thuốc đặc. Có thể các bạn đọc sách hoặc có thể các bạn là tự tự các bạn suy nghĩ, đúng không? Dựa vào những cái gì mình đã hiểu biết trên thực tế cho cô một số các ưu điểm nổi bật của dạng thuốc đặc. Rồi rất tốt nào. Ôi dồi, như vậy là tìm được rất nhiều nguồn luôn, đúng không? Dùng được cho bệnh nhân quá già, trẻ em khó dùng thuốc đường uống, bệnh nhân hôn mê. Rồi thích hợp cho những bệnh nhân tổn thương đường tiêu hóa, nôn mửa, không thể dùng bằng đường uống được. Chính xác. Cái ngà dụng cao, dược chất hấp thu thẳng vào hệ tuần hoàn, tránh chuyển hóa lần đầu ở gan. Rồi thích hợp với các dược chất không phù hợp đường uống, đúng không? Ví dụ như là dược chất kích ứng niêm mạc dạ dày, dược chất phân hủy bởi dịch dạ dày. Chính xác. Dược chất chuyển hóa qua gan cao, đúng không? Rồi còn gì nữa nào, cứ tiếp tục phát huy phát triển hết tất cả các cái hiểu biết của mình. Rồi, bây giờ mình phân tích tên cái paracetamol lúc nãy mình vừa nói, đúng không? Tại sao? Không. Ví dụ mình bảo người lớn thì viên nén, viên nang, ok rồi. Khi cần nhanh thì có viên sủi rồi, đúng không? Trẻ nhỏ thì có gói thuốc bột rồi, hoặc thậm chí siro pha sẵn rồi, đúng không? Khi
Khi cần tác dụng kéo dài trong máu, giảm đau kéo dài thì có thể truyền tĩnh mạch nhỏ giọt chậm bằng chai dịch truyền rồi, đúng không? Nhưng tại sao thuốc lạ vẫn sản xuất và vẫn có thị phần rất là lớn? Thì các bạn phải tưởng tượng là gì? Đầu tiên với trẻ nhỏ là những người chưa có ý thức, đặc biệt là sẽ không hiểu thế nào gọi là hợp tác trong điều trị, thế nào là phải uống thuốc để cho khỏi bệnh, đúng không? Và có những trẻ thì có thể thuyết phục được, nhưng có những trẻ mà gì, đặc biệt khi nó mệt, đúng không, thì việc thuyết phục để uống thuốc là điều vô cùng khó nhờ. Hơn nữa là gì, một cái nhược điểm rất là lớn của các thuốc dùng theo đường uống cho trẻ nhỏ ở dạng lỏng đó là che giấu mùi vị rất là kém, nên uống vào nhiều trẻ nó thấy trợn, nó thấy hơi đắng một tí là nó có thể gì nôn ói trong lúc nó đang mệt nhờ. Và khi đó thì thứ nhất thuốc không đưa vào được, không đưa đủ nồng độ hàm lượng, thậm chí là vừa ăn xong vừa bú xong lại gì cho hết cả thức ăn ra ngoài, đúng không? Và trong trường hợp đó thì vô cùng mệt, đúng chưa? Rồi nữa, thông thường ví dụ như trẻ thì làm sao, thường sốt về đêm, đúng không? Bây giờ tưởng tượng đang nửa đêm trẻ lên cơn sốt, đúng không, và nó vẫn cứ nằm ly bì. Bây giờ để đập nó dậy, một đứa trẻ 2-3 tuổi, thậm chí là 1 tuổi, mấy tháng tuổi, đập nó dậy để cho uống thuốc là điều như nào vô cùng khó, và nó sẽ chống đối, đúng không? Nên việc đó cho uống thuốc vào cái thời điểm đó vô cùng khó, đúng không? Bây giờ tưởng tượng có một viên thuốc đặc rất đơn giản, trẻ vẫn cứ nằm mê man, đúng không? Nhưng người mẹ chỉ cần dễ nào nhẹ nhàng lấy viên thuốc đặt vào và trẻ nó có thể hạ sốt ngay, bởi vì tác dụng rất là nhanh này nhá. Và hạ sốt ngay thì nó sẽ hết mệt và nó sẽ có thể ngủ được, như vậy là vô cùng khỏe trong khi mình sử dụng. Như vậy đối tượng trẻ nhỏ thuốc đặc cực kỳ hay, đúng chưa? Rồi thứ hai, các bạn nói đúng, với những người đang hôn mê, người cao tuổi nhá. Tuy nhiên bạn Nhi thì lưu ý cho cô là thông thường mình sẽ không dùng cái từ là bệnh nhân giả, đúng chưa? Cái này sau này các bạn học dược lâm sàng nó sẽ thuộc vào phần cấm kỵ của bạn khi các bạn đi tư vấn sử dụng thuốc nhá. Thông thường mình sẽ gọi là người cao tuổi, không gọi là người già, cái đó là cái không nên, đặc biệt là khi mình đi tư vấn cho bệnh nhân, đúng chưa? Rồi thì hầu hết người, những người cao tuổi khó uống nuốt thì thuốc đặc cũng là một cái đường dùng rất là hay, được chưa? Rồi nó thích hợp khi hoạt chất không thích hợp theo đường uống, đúng không? Nó là dạng thay thế cho đường uống khi mà gì, ví dụ hoạt chất của mình gây kích ứng, gây biểu hiện nôn mửa, đúng không? Có những cái hoạt chất uống vào nó rất là trợn và rất là gây cảm giác buồn nôn, thì như vậy đường trực tràng cũng là một đường đặc rất là hay, đúng không? Rồi những cái thuốc không bền trong hệ tràng vị, tức là vào có thể nó bị phân hủy ở dịch vị bởi các men tiêu hóa, đúng không? Rồi những hoạt chất kích ứng đường tiêu hóa, gây loét đường tiêu hóa, rồi những hoạt chất chuyển hóa qua gan cao, được chưa? Đúng không? Đó, thì ở đây mình chuyển sang đường đặc trực tràng rất là hay. Thậm chí so với đường tiêm nó vẫn có ưu điểm, vì sao? Đường đặc trực tràng biết là gì? Nó có thể hấp thu nhanh tương đương đường tiêm bắp, nhưng so với đường tiêm thì sao, không xâm lấn, đúng không? Nó đâu xâm lấn, nó đâu có phải tiêm qua da, nó đâu có cái biểu hiện làm tổn thương, đúng không? Tiêm dù sao cũng là một cái làm tổn thương, đúng không? Nó xâm lấn nhá. Rồi không gây đau như tiêm, đúng không? An toàn hơn tiêm và bệnh nhân hoàn toàn có thể tự sử dụng. Còn nếu đã liên quan đường tiêm thì thông thường phải có gì, nhân viên y tế, đúng chưa? Như vậy là ưu điểm hơn cả đường tiêm, đúng không? Rồi tác dụng tại chỗ hoặc toàn thân, chính xác luôn, cái này cũng là một cái rất là đúng, đúng không? Khi mình cần tác dụng tại chỗ, đặc biệt cái này với điều trị các cái nấm rất là quan trọng, bởi các bạn biết là gì, trong các nhóm thuốc của mình thì thuốc điều trị nấm là một trong những nhóm thuốc có độc tính tương đối cao, và quan trọng độc tính của nó lại là độc tính trên hệ thần kinh, bởi vì cái màng tế bào của nấm có cấu trúc tương đối giống với cấu trúc của màng tế bào thần kinh. Do đó thuốc nấm thì nó thường có ái lực với các tế bào thần kinh, và khi dùng đường toàn thân thì rất là mệt. Những người nào đã từng phải uống thuốc điều trị nấm toàn thân thì cảm giác đều giống nhau, tức là rất là mệt mỏi khi phải uống thuốc, được chưa? Do đó với những cái nấm, ví dụ như đặc biệt là phụ nữ khi nhiễm nấm âm đạo rất là nhiều, và khi không điều trị dứt điểm nó có thể chuyển thành ung thư, cái này một cái rất là nguy hiểm ở Việt Nam mình rất là nhiều, được chưa? Bởi vì cái điều kiện vệ sinh nó không được tốt. Đó, thì do đó là gì, trong những trường hợp đó nếu mà dùng thuốc điều trị tại chỗ thì hay hơn rất là nhiều, nó hạn chế được rất nhiều các tác dụng không mong muốn toàn thân,
nhá. Rồi nữa là gì? À, với cái nhóm thuốc rất đặc biệt đó, thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tạo ảo giác, nhóm thuốc này lại vô cùng thích hợp vì hai lý do. Lý do thứ nhất về đối tượng sử dụng. Thông thường nhóm thuốc này có thể hay dùng cho bệnh nhân rối loạn tâm thần. Bệnh nhân rối loạn tâm thần cũng là một nhóm bệnh nhân mà không biết hợp tác trong điều trị. Đúng chưa? Đôi khi mình phải điều trị theo kiểu cưỡng chế. Mà giả sử các bạn tưởng tượng bệnh nhân đang lên cơn, thì lúc này việc tiêm thuốc cưỡng chế bằng cách tiêm rất là khó. Uống nốt thì không thể bắt buộc, bởi vì uống nốt là người ta phải có sự tự nguyện, đúng không? Trong trường hợp này đặt cũng rất là hay. Và một cái thứ hai cũng rất là hay là gì? Người ta đang nghiên cứu và chỉ ra được rằng với các nhóm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tạo ảo giác, thì khi mình dùng theo đường đặt được tràng, nó sẽ hạn chế cái cảm giác gây lệ thuộc thuốc đi rất là nhiều so với đường uống. Nha. Do đó là gì? Với cái nhóm thuốc đó người ta cũng rất là thích làm giảm thuốc đặc, thì nó rất là nhiều ưu điểm. Mà đấy là những cái điểm rất là nổi bật của thuốc đặc. Và chính vì những lý do đó thì người ta sẽ đi vào chuyển thuốc đặc. Không? Ngoài ra như bạn Thoa bảo là gì? Có thể điều chế quy mô nhỏ, quy mô công nghiệp, chính xác. Không? Yeah. Đấy, đấy là những cái ưu điểm. Và đây các bạn đa số đã tìm ra được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ vào với bài học này của mình, thuốc đặc này. Mục tiêu của chương này là mình phải gì? Phân biệt được các loại thuốc đặc. Mình sẽ có 3 loại tất cả, mình sẽ đi phân biệt. Trình bày được ưu nhược điểm của từng của cái thuốc đặc. Thì cái này mình đã tìm hiểu được ưu điểm rồi. Chắc nữa mình tìm hiểu thêm một tí về nhược điểm của nó. Hiểu rõ được cái sự hấp thu từ dạng thuốc đặc, đặc biệt là thuốc đặc, tức là đặc thực tràng, đúng không? Rồi, các tá dược, tất nhiên khi vào về một dạng thuốc luôn phải học về tá dược. Tá dược là thằng có vai trò quan trọng trong dạng thuốc và nó góp phần làm nên thương hiệu của các hãng sản xuất, đúng không? Các hãng sản xuất hoạt chất nó sẽ giống nhau, nhưng nó khác nhau cái gì? Tá dược. Và tá dược sẽ làm nên thương hiệu của dạng thuốc đó, của các cái hãng đó, nhớ. Rồi, kỹ thuật bào chế, đặc biệt là kỹ thuật đun chảy đổ quân. Từ đó mình phải biết tính toán bài tập. Bởi vì thuốc đặc với cái học phần này các bạn không chỉ gặp ở lý thuyết mà sau này các bạn sẽ gặp lại học phần thực hành. Nha. Rồi, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của thuốc đặc. Đầu tiên mình vào với định nghĩa. Thì đây định nghĩa là gì? Thuốc đặc là các dạng thuốc phân liều. Nó có hình dạng, kích thước và khối lượng khác nhau tùy thuộc vào nơi đặt thuốc. Bởi vì đường dùng của nó rất là đặc biệt, nên nó phải vừa vặn thì mới có thể đặt được. Nó phải có thể chất là rắn hoặc là mềm dai ở nhiệt độ thường, để làm sao người bệnh có thể hoàn toàn tự tay cầm nắm được viên thuốc và để nó vào hốc tự nhiên được. Khi dùng thì sẽ đặt vào các hốc tự nhiên và viên thuốc của mình nó sẽ chảy lỏng hoặc là hòa tan trong niêm dịch để giải phóng hoạt chất, gây tác dụng điều trị tại chỗ hoặc là tác dụng trên toàn thân. Vậy là nó sẽ có hai nhóm tác dụng, tác dụng tại chỗ và tác dụng toàn thân. Nó sẽ có ưu điểm đầu tiên, đó là gì? Khi mà hoạt chất có mùi vị khó chịu, khi mà các hoạt chất kích ứng mạnh đường tiêu hóa, hoạt chất không bền, nhạy cảm với dịch và men tiêu hóa nói chung và chuyển hóa nhanh qua gan. Trong trường hợp này thì thuốc đặc ưu điểm hơn rất là nhiều, mình sẽ chuyển qua dạng thuốc đặc nha. Rồi thứ hai là mình sẽ sang tìm hiểu về phân loại thuốc đặc dựa vào tên gọi, hình dạng nha. Thì mình sẽ có 3 nhóm chính, đó là thuốc đặc. Thuốc đặc thì là thuốc dùng để đặt vào trực tràng và đây là nhóm thuốc nhiều nhất, phổ biến nhất trong phân trong nhóm thuốc đặc. Thì vì nó đặt vào trực tràng nên nó thông thường sẽ có hình trụ, hình nón hoặc là hình thủy lôi. Và nhìn có thể nó rất giống viên đạn nên người ta gọi nó luôn là thuốc đạn nha. Rồi, thuốc trứng là thuốc để đặt vào âm đạo. Nó có thể có hình trứng, hình oval, hình cầu, hình lưỡi, vân. Thuốc niệu đạo hay còn gọi là thuốc bút chì, bởi vì hình dạng kích thước của nó đúng bằng giống như cái ruột bút chì, cái ruột bút chì của mình. Thì ra cái ruột trong cái bút chì mà mình gọt đó. Và nó sẽ có hai dạng là thuốc đặc niệu đạo cho nam và cho nữ, bởi vì cấu trúc niệu đạo của hai cái giới nó khác nhau nên kích thước hình dạng viên thuốc nó cũng phải khác nhau cho nam và nữ, đúng không? Đấy là ba dạng thuốc đặc của mình.
Thì trong ba dạng thuốc đặc này, cái thuốc mà được sản xuất và sử dụng nhiều nhất đó vẫn là thuốc đặc nha, tức là nhiều nhất trên thị trường. Sau đó đến thuốc trứng, thuốc niệu đạo thì ít hơn. Đấy là về các cái dạng thuốc. Và đây là hình ảnh của một số các dạng thuốc. Đầu tiên là thuốc đạm, mình thấy nó rất là giống gì đây, rất là giống viên đạn nên gọi luôn nó là thuốc đạm, đúng không? Thuốc trứng, đây hình trứng, đúng không? Hình lưỡi, đúng không? Rồi về hấp thu thì ở đây cũng là ưu điểm của thuốc đạm luôn. Hấp thu từ thuốc đạm nhanh tương đương với đường tiêm bắp. Nhưng mà so với đường tiêm bắp thì sao? Bệnh nhân có thể tự sử dụng, không gây đau, không xâm lấn, đúng không? So với đường uống thì nó nhanh hơn, nhưng nó lại gì? Phải che giấu được mùi vị khó chịu. Như vậy là thuốc đặc rất là nhiều, rất là nhiều ưu điểm. Rồi, về cấu trúc thì cái này cô nhắc rất là nhiều trong chương thuốc mỡ cho đến giờ rồi. Nó có thể thuộc hệ phân tán đồng thể, cụ thể nó là hệ dung dịch, nếu mà hoạt chất tan trong phá dược. Rồi nó có thể ở dạng hỗn dịch hoặc là nhũ tương, được chưa? Và trong một số trường hợp thì nó có thể là gì đây, hệ phân tán nhiều pha, nghĩa là nó có thể gì gồm nhiều hoạt chất với nhiều kiểu cấu trúc, được chưa? Và có thể là gì nó ở dạng dung dịch, hỗn dịch, hỗn dịch nhũ tương, hoặc là thậm chí dung dịch, hỗn dịch nhũ tương gồm nhiều hoạt chất với các tính tan khác nhau trong hóa dược, được chưa? Đấy là về cấu trúc. Như vậy là cấu trúc thì nó giống thuốc mỡ và nó thuộc ba cái kiểu cấu trúc mình đã học trong các chương trước của mình. Về tác dụng thì ở đây các bạn lưu ý cho cô, chỉ có thuốc niệu đạo, thuốc niệu đạo nó có một mình tác dụng tại chỗ thôi, bởi vì niệu đạo là cái vùng mà rất ít các cái mạch máu, do đó gần như nó không hấp thu, chỉ tác dụng tại chỗ và đa số là dùng với mục đích sát trùng tại chỗ. Còn riêng thuốc trứng và thuốc đạm thì tại những cơ quan này lượng mạch máu tương đối nhiều, nên thuốc trứng và thuốc đạm đều có thể có các hoạt chất tác dụng tại chỗ và tác dụng toàn thân, tại chỗ và toàn thân. Thuốc trứng và thuốc đạm đều có khoảng cả hai nhóm tác dụng này. Tuy nhiên thì với thuốc trứng có thể bào chế cả dạng tác dụng tại chỗ và cả dạng tác dụng toàn thân, nhưng trên thực tế thì người ta tại chỗ hơn, bởi vì thứ nhất là gì, thuốc trứng nó là đặc trưng cho một cái giới, tức là chỉ có một nhóm người có thể sử dụng được, một nửa dân số thế giới thôi. Thứ hai là cái sự hấp thu của thuốc qua đường âm đạo nó thay đổi rất là nhiều trên các cá thể, và trên một cá thể ở các độ tuổi khác nhau nó cũng rất là khác nhau, thậm chí ở các ngày khác nhau trong một tháng thì nó cũng rất là khác nhau, bởi vì sinh lý của đường âm đạo nó thay đổi rất là nhiều theo chu kỳ, theo tuổi, vân vân. Do đó thì sự hấp thu thuốc từ thuốc trứng nó sẽ tương đối không đồng đều, và không đồng đều thì người ta sẽ ít sản xuất hơn. Do đó thực tế thì thuốc trứng người ta cũng ưa tác dụng tại chỗ hơn. Còn tác dụng toàn thân có những nhóm có nhưng mà ít sản xuất. Đây, đường niệu đạo, đường âm đạo. Đường âm đạo là một đường hình ống nhiều nếp gấp, có thể có chiều dài khoảng từ 10 đến 15 cm. Cấu tạo gồm lớp niêm mạc và lớp cơ có thể co giãn với pH là thiên đường axit. Thành phần thay đổi theo tuổi, theo chu kỳ kinh nguyệt, theo mãn kinh, tuổi nhỏ, vân vân. Do đó là sự hấp thu thuốc qua đường này biến đổi rất là nhiều. Nên trên thực tế, mặc dù đường âm đạo có thể hấp thu thuốc toàn thân bởi vì rất là nhiều mạch máu, nhưng người ta vẫn ưa dùng và chủ yếu vẫn phát triển cái nhóm thuốc tại chỗ là chính. Thuốc hấp thu qua đường âm đạo thì có thể gì? Hấp thu nguyên vẹn qua hệ thống tĩnh mạch âm đạo. Và qua hệ thống này thì cũng không chuyển hóa lần đầu ở gan, mà nó cũng trực tiếp về tim, nên có thể gây tác động toàn thân. Tuy nhiên như cô nói đây đó là người ta ít sản xuất toàn thân, chủ yếu là tác dụng tại chỗ. Và nhóm tác dụng tại chỗ thì nhóm đạm âm đạo này lại là nhóm này gì? Có thị phần rất là lớn bởi vì nó rất là nhiều ưu điểm. Đây là đường âm đạo. Còn về đường trực tràng thì đường này cả thuốc tác dụng tại chỗ và thuốc tác dụng toàn thân đều rất là nhiều. Ví dụ tại chỗ mình có thể là gì? Cầm máu, điều trị viêm đại tràng, trực tràng, hoặc là điều trị trĩ, người ta rất ưa cái nhóm tại chỗ. Còn toàn thân có thể là gì? Thuốc giảm đau hạ sốt, an thần gây ngủ,
đúng không? Rồi các thuốc điều trị hen suyễn người ta cũng rất là ưa cái nhóm tật trực tràng này. Tật trực tràng là cái nhóm thuốc mà phát triển nhất trong nhóm thuốc đặc nha. Thì trực tràng nó là đoạn cuối của ruột kết, nó dài khoảng từ 15 cho đến 20 cm, tức là một cơ quan rỗng có bề mặt phẳng, không có nhung mao và chỉ có ba nếp gấp. Tất nhiên không, bởi vì trực tràng chức năng sinh lý chính của nó là chức năng đào thải chứ không phải chức năng hấp thu, do đó thì nó sẽ không có nhung mao để tăng diện tích tiếp xúc, tăng diện tích hấp thu như là ruột non nha. Nhưng may là nó vẫn còn có ba nếp gấp nên diện tích tiếp xúc của nó cũng tạm tạm nha, khoảng 300 cm vuông, và thể tích dịch nhầy nó có khoảng 30 lít, tức là rất là ít, một lượng dịch rất là nhỏ, trải rộng trên 300 cm vuông đó. Và pH thì nó khác với âm đạo, nó pH nó thuyên thiên về kiềm khoảng 7,5 và có khả năng để yếu. Thế là về ở đường trực tràng và mình nhìn vào đây. Được chưa? Khi mình đặt thuốc vào trực tràng thì có thể thuốc được chuyển về theo ba con đường: tĩnh mạch trực tràng dưới, tĩnh mạch trực tràng giữa và tĩnh mạch trực tràng trên. Trong đó khi mà mình nhét thuốc vào sâu thì nó có thể đi qua tĩnh mạch trực tràng trên. Và khi qua tĩnh mạch trực tràng trên thì có thể nó vẫn về gan và vẫn bị chuyển hóa một phần. Nhưng nếu mình đặt nông ở ngoài này thì chủ yếu nó sẽ vào theo đường tĩnh mạch trực tràng dưới và trực tràng giữa. Và nếu vào đây thì nó sẽ đi trực tiếp về tim mà không qua gan, nên sẽ không bị chuyển hóa lần đầu qua gan nhiều. Được chưa? Nó đi về về tim luôn. Đúng không? Vậy thuốc đặc sinh lược học của nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố gì? Tất nhiên sinh lược học bao giờ cũng sẽ phụ thuộc vào hai nhóm yếu tố, đó là sinh học và dược học, hay là nhóm yếu tố thuộc về sinh lý và thuộc về hoạt chất tán dược, đúng không? Vậy thuộc về sinh lý thì sao? À, rõ ràng mình thấy này, trên trực tràng của mình nó chỉ có một cái dịch tràng khoảng 30 lít thôi, rất là ít, trải dài trên một cái diện tích khoảng 300 cm vuông, nên cái lớp của nó sẽ có chiều dày khoảng 100 micromet, tức là cái bề phủ của nó, được chưa? Nhưng một điều may mắn là gì? À, nó có một cái hệ tĩnh mạch trực tràng với lưu lượng máu rất là đều đặn khoảng 30 ml một phút nha. Như vậy có nghĩa là gì? Thuốc của tôi sau khi hấp thu vào thì sẽ lập tức được hệ tĩnh mạch trực tràng chuyển đi chỗ khác ngay, do đó nó luôn tạo được chênh lệch nồng độ, và chính vì thế mới có thể gì hấp thu qua đường trực tràng được, mặc dù cái thể tích dịch nhầy của nó tương đối ít nha. Và dịch tràng thì nó có pH khoảng 7,5 và có khả năng đệm yếu. Khả năng đệm yếu thì nghĩa là khi mà mình đưa vào đây các hoạt chất mà có tính axit hoặc tính kiềm yếu thì nó sẽ không thể làm thay đổi cái pH của dịch tràng được, và những thuốc đó thì hấp thu được tương đối tốt. Nhưng giả sử mình đưa vào những cái hoạt chất mà có tính axit hoặc tính kiềm mạnh thì nó có thể làm thay đổi pH của dịch tràng và có thể dẫn đến là thay đổi pH. Thay đổi pH thì sẽ làm giảm hấp thu nhỉ. Lớp chất nhầy thì nó sẽ cản trở hấp thu tất nhiên không. Nhưng ở ngoài ra thì mình lại có một điều may mắn, đó là mình có sự vận động của trực tràng. Khi mà trực tràng của mình nó sẽ co bóp vận động liên tục thì nó sẽ làm tăng mức độ và tốc độ hấp thu. Đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu thuốc qua trực tràng thuộc về sinh lý. Còn thuộc về dược học thì nó sẽ có gì? Đầu tiên là dược chất tất nhiên, và quan trọng nhất thứ hai đó là tá dược. Tá dược luôn luôn đóng vai trò đó là quan trọng. Được chưa? Vậy dược chất thì mình sẽ phân tích gồm những yếu tố gì? Tính tan, đặc điểm bề mặt, dạng hóa học và kích thước tiểu phân. Đầu tiên là tính tan. Về tính tan của dược chất thì có một điều cô luôn nói với các bạn, một điều luôn luôn đúng, đó là gì? Dù là mình dùng thuốc theo đường nào thì nếu mà dược chất của mình là một cái dược chất mà vừa thân nước vừa thân dầu thì sẽ luôn là một cái dược chất mà hấp thu tốt nhất, dù là dùng theo đường nào đi chăng nữa. Lúc vừa thân nước vừa thân dầu sẽ là thằng hấp thu tốt nhất, đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì không được mấy thằng như thế đâu. Do đó thì quan trọng là mình phải sử dụng tá dược thôi. Người bào chế rất là quan trọng, đúng không? Vậy giả sử đây, với các hoạt chất tan trong nước và ít tan trong dầu, đúng không? Thì nó rất là thân nước, nó thể hiện tinh thần rất là rõ là thân nước. Do đó khi mình bào chế thuốc đặc thì mình có thể bào chế với tá dược thân dầu. Và lúc này thì nó sẽ làm cho cái hoạt chất, cái viên thuốc của mình, cái hoạt chất của mình trở nên là thân dầu hơn. Được chưa? Thì nó cải thiện cái khả năng hấp thu. Ngược lại, nếu một thằng hoạt chất tan trong dầu và ít tan trong nước thì mình có thể bào chế với tá dược thân nước thì nó cũng có thể giúp cho sự hấp thu tốt hơn. Được chưa? Nhưng sẽ có một trường hợp là gì?
những cái dòng hoạt chất rất là khó tính, không tan trong nước, ít tan trong nước cũng ít tan trong dầu luôn, thân này khó tính lắm. Vậy làm sao mà chiều? Thì cái này mình không có định hướng gì đầu tiên hết đâu, mà nếu nghiên cứu các cái hoạt chất như này thì các nhà bào chế cứ thế mà làm thực nghiệm rồi so sánh đối chiếu thôi, và sẽ tùy từng trường hợp có rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau. Do đó cái này thì người ta không đưa cho mình khuyến cáo chung được. Chính vì thế các nhà nghiên cứu bào chế luôn là những nhà nghiên cứu thực nghiệm. Khi mà không có định hướng trước thì mình phải thực nghiệm thôi, cứ thế mà mò mẫm rồi đọc tài liệu rồi tìm ra hướng nghiên cứu để đề xuất ra là nên dùng phá dược nào phụ thuộc với từng hoạt chất cụ thể. Đấy là về trong quá trình nghiên cứu bào chế thuốc. Rồi tuy nhiên có một điều người ta khuyến cáo là gì, nếu trường hợp mà hoạt chất của mình tan trong nước và tan trong dầu đều thấp thì mình nên nhìn nó về kích thước tiểu phân mịn thì nó sẽ có thể hấp thu tốt hơn. Đấy là về tính đan. Về đặc điểm bề mặt thì cố gắng phải loại không khí trên bề mặt tiểu phân dược chất rắn khi tiếp xúc tá dược, để tránh cái sự có mặt của không khí nó sẽ làm cản trở hoạt chất tiếp xúc với dịch nhầy khi nó đưa vào trong trực tràng. Rồi khi mà đặt vào trực tràng thì tá dược phải được làm ẩm và thay thế với dịch tràng, thì lúc đó hoạt chất mới giải phóng vào trong dịch tràng được. Do đó là với các viên thuốc thì mình nên bổ sung các nhóm chất triện hoạt, các chất nhũ hóa để làm cho cái tá dược và cái dịch tràng nó thân thiện với nhau hơn, thì lúc đó hoạt chất sẽ hấp thu tốt hơn. Như vậy tá dược luôn luôn đặt vai trò rất là quan trọng. Về kích thước tiểu phân thì nguyên tắc là gì? Đây là xét với, khi mà nói kích thước tiểu phân nghĩa là mình đang xét với các hệ dị thể, nghĩa là hỗn dịch hoặc là nhũ tương. Thì nguyên tắc là nếu mà kích thước tiểu phân to thì nó sẽ bị lắng động hoạt chất, có thể lắng động ngay cả trong khi mình bào chế, mình đang đổ khuôn thì nó đã lắng động và nó gây không đồng đều hàm lượng dược chất rồi, đúng không? Do đó nguyên tắc là gì? Kích thước nhỏ thì càng gây kích ứng và tốc độ hòa tan càng cao, nhưng lại không được quá mịn, bởi vì nếu quá mịn thì cũng giống như hỗn dịch ấy, khi mà nó tụ xuống thì nó sẽ đóng bánh và lúc đó nó rất là khó phân tán trở lại. Do đó thông thường người ta đề nghị bằng kích thước 150 micromet là kích thước có thể rất là tốt để mình bào chế các cái thuốc ở dạng hỗn dịch nhũ tương đặt trực tràng. Giờ đây kích thước tiểu phân. Thứ hai là gì? Tá dược. Tá dược trong thuốc đặt có vai trò rất là quan trọng. Đầu tiên là từ đâu mà thuốc đặt của mình có hình dạng kích thước nhất định, có thể chất nhất định để mình có thể cầm nắm được, hay chính là do tá dược, đúng không? Tá dược nó quyết định cái thể chất, cái nhiệt độ chảy của viên thuốc rất là nhiều, đúng không? Quyết định đến cái hình dạng của viên thuốc rất là nhiều. Do đó cái đó rất là quan trọng. Và thứ hai là gì? Khi vào trong cơ thể thì lại phải dễ dàng chảy lỏng hoặc là hòa tan để giải phóng dược chất, đúng không? Do đó tá dược phải có nhiệt độ chảy và độ nhớt thích hợp để quá trình bào chế dễ dàng, để lan tỏa rộng phủ đều trên 300 cái cm vuông đó, để có thể là gì, thuận lợi cho việc hấp thu. Do đó tá dược luôn luôn là thằng vô cùng quan trọng trong tất cả các dạng bào chế. Rồi bây giờ mình sẽ sang nhắc lại những cái gì mình đã nhắc rồi, đó là về ưu điểm, đúng không? Ưu điểm có thể từ sản xuất nhỏ, cái này sau này các bạn ấy sản xuất quy mô nhỏ vài chục viên, hoặc là quy mô công nghiệp, hiện nay có thể năng suất cao hơn như này rất là nhiều rồi. Và với các thuốc gây nghiện tạo ảo giác, bào chế dạng thuốc đặt vô cùng thuận lợi, cái này cô phân tích rồi, nó sẽ giảm cái cảm giác gây nghiện so với đường uống rất là rõ rệt. Do đó người ta rất ưa sản xuất các cái thuốc an thần gây ngủ tạo ảo giác ở dạng thuốc đặt, thích hợp với bệnh nhân không sử dụng được đường uống. Cái này dùng từ quá già này là hơi không được tốt này, không? Sau này lâm sàng khi bạn đi tư vấn cho bệnh nhân không được dùng từ này nha. Bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có bệnh lý đường tiêu hóa, nôn mửa phẫu thuật không uống được, bệnh nhân hôn mê, không? Bệnh nhân rối loạn tâm thần này, hoặc là trẻ nhỏ vô cùng thích hợp nha. Rồi thích hợp với những dược chất không phù hợp đường uống, mùi vị khó chịu, kích ứng, không bền ở dịch vị, không? Chuyển hóa lần đầu qua gan nhiều, vậy đấy là những ưu điểm của nó. Tuy nhiên thì tất nhiên là dạng thuốc nào cũng sẽ có cái nhược điểm. Vậy nhược điểm của thuốc đặt là gì? Thứ hấp thu có thể chậm, bởi vì nó chỉ có 30 lít dịch tràng thôi nên có thể nó hấp thu chậm, đôi khi không hoàn toàn và có sự thay đổi giữa các cá thể. Có thể gây viêm trực tràng nếu trực tràng mình đang tổn thương, nếu viên thuốc quá cứng, vân vân. Có đảm bảo tuổi thọ thích hợp, đặc biệt là các nước
vùng cao, à vùng nhiệt độ cao như là Việt Nam đây này, bảo quản tương đối khó, đúng không? Tuổi thọ cũng sẽ khác, bởi vì là gì? À, nó có thể bị chảy lỏng ngay trong khi bảo quản, lúc bảo quản tương đối khó. Và cách sử dụng thì hơi bất tiện so với các dạng thuốc uống, đúng chưa? Đấy là nhược điểm của nó. Đúng không? Về yêu cầu chất lượng thì đầu tiên nó phải có hình dạng, kích thước và khối lượng phù hợp với nơi đặt thuốc. To quá hay nhỏ quá thì khi đặt đều cảm giác rất là khó chịu cho người dùng, đúng không? Độ bền cơ học nhất định, giữ được hình dạng trong quá trình bảo quản, sử dụng dễ dàng, nghĩa là nó phải có một cái độ cứng nhất định, một cái hình dạng nhất định để mình có thể hoàn toàn dễ dàng cầm nắm. Như vậy đó là thể chất của nó phải cứng hơn thuốc mỡ, mặc dù nó vẫn là thuộc nhóm bán rắn, đúng không? Mình có thể cầm được bằng tay, đúng không? Và có thể tự đặt được vào hốc tự nhiên, đặc biệt là với các bệnh nhân lớn, đúng không? Rồi, về giải phóng dược chất, nó sẽ có hai cơ chế. Đó là cơ chế chảy lỏng của thân nhiệt hoặc là hòa tan ông niêm dịch để giải phóng hoạt chất. Thì cái này sau này đi học các bạn sẽ phải gặp lại những cái cơ chế rất là nhiều. Nên cô sẽ cho mình một câu hỏi như sau. Thông thường các cái tá dược thuốc đặt của mình cũng rất giống tá dược thuốc mỡ, nó sẽ gồm hai nhóm tá dược cơ bản, đó là tá dược thân nước và tá dược thân dầu. Và tùy vào từng nhóm tá dược thì nó sẽ có cơ chế giải phóng dược chất khác nhau. Vậy thưa các bạn, cơ chế chảy lỏng thân nhiệt là dành cho nhóm tá dược nào và cơ chế hòa tan trong niêm dịch là dành cho nhóm tá dược nào? Không, cho cô câu trả lời. Nào cả nước nào. Cơ chế. Rồi, rất tốt. Chảy lỏng trong thân nhiệt là tá dược. Rồi, bây giờ cô hỏi các bạn thêm một ý nữa nào. Theo các bạn, thì niêm dịch của mình là môi trường nước hay môi trường dầu? Niêm dịch của mình là môi trường nước hay môi trường dầu? À, tất nhiên là môi trường nước. Vậy thưa các bạn, tá dược thân dầu thì có hòa tan trong môi trường nước được hay không? À không, đúng không? Vậy cơ chế nó phải như thế nào? Vậy cơ chế giải phóng dược chất sẽ phải như thế nào? Lưu ý cho cô, môi trường sinh lý của mình luôn là môi trường nước, từ nước mắt, nước bọt, huyết tương, các cái dịch ở trong cơ thể đều là nước, đúng không? Vậy thì cơ chế giải phóng dược chất phải là như thế nào? À đúng rồi, tá dược thân nước thì sẽ hòa tan trong niêm dịch được, đúng không? Còn tá dược thân dầu phải làm sao? Chảy lỏng ở thân nhiệt, sau đó hoạt chất phải chuyển từ pha dầu sang pha nước hòa tan thì mới hấp thu được, được chưa? Do đó các bạn nhớ cho cô nha, cơ chế chảy lỏng ở thân nhiệt là cơ chế dành cho các hoạt chất thân dầu, à các tá dược thân dầu, còn cơ chế hòa tan trong niêm dịch là của các tá dược thân nước, được chưa? Và cô tin rằng tất cả các bạn lúc nãy đến giờ mà có tham gia trả lời dù sai hay đúng thì sẽ nhớ rất lâu về câu trả lời này, bởi vì mình đã được phân tích, được chưa? À, đấy là ý nghĩa của việc mình phát biểu trong lúc học, em nhớ rất là lâu, nhớ luôn, tá dược thân dầu phải chảy lỏng, tá dược thân nước mới hòa tan được, yeah. Đấy là hai nhóm tá dược và cũng hai cơ chế giải phóng hoạt chất của mình. Rồi tiếp theo về yêu cầu nữa là phải đồng đều về khối lượng viên và từ đó mình có thể ngoại suy ra đồng đều về hàm lượng hoạt chất. Rồi dịu với niêm mạc, giải phóng hoạt chất tốt và tạo được tác dụng mong muốn, đây là những cái mà người ta mong muốn nhất, những cái luôn luôn khó đạt được nhất. Yeah. Đấy là về yêu cầu chất lượng chung của thuốc đặc. Về hoạt chất thì có thể hoạt chất tác dụng tại chỗ như là điều trị trĩ, viêm nhiễm, gây thê, nhuận tràng, cầm máu, toàn thân hay gặp, an thần gây ngủ, giảm đau, hạ sốt, hen chuyển, v.v. Yeah. Đây là những nhóm hay gặp. Và để tạo nên cái tác dụng của thuốc đặc thì mình không thể nào không nói đến tá dược. Tá dược rất là quan trọng. Và bây giờ các bạn hãy dành ra cho cô khoảng 5 phút đọc cho cô về toàn bộ các tá dược của thuốc đặc, yêu cầu chung của tá dược này, và sau đó phân tích trên từng nhóm tá dược, đọc trong vòng 5-10 phút, sau đó cô sẽ giảng cho mình thì mình sẽ dễ nắm bắt hơn. Dạ, rồi tranh thủ đọc bài đi. Tiếp tục ha. Dạ.
Đầu tiên, mình sẽ đến với những yêu cầu chung của tá dược thuốc đặc. Yêu cầu thứ nhất, nhiệt độ chảy phải thấp hơn 36,5 độ C. Cái này đặc biệt quan trọng với tá dược thân dầu. Vì cơ chế giải phóng hoạt tích của tá dược thân dầu là gì? Là chảy lỏng ở thân nhiệt. Mà thân nhiệt của mình thì có những người chỉ khoảng 36,5 độ C thôi. Như vậy nếu tá dược thân dầu thì phải chảy lỏng ở dưới nhiệt độ này mới có thể giải phóng được chất. Thân nước thì có thể cao hơn một tí bởi vì nó là cơ chế hòa tan. Nhưng mà thân dầu chắc chắn phải dưới cái này. Được chưa? Khoảng nóng chảy nhỏ để đông rắn nhanh. Bởi vì các bạn biết là gì? Thông thường bây giờ phương pháp bào chế thuốc đặt là phương pháp đun chảy đổ khuôn. Giống như mình đổ khuôn cao xoa đó. Nghĩa là mình đun chảy hòa tan hoạt chất hoặc là phân tán hoạt chất vào. Xong mình sẽ đổ vào khuôn. Và nếu khoảng đông chảy của nó lớn, nghĩa là sau khi đổ xong nó rất là lâu chậm đông. Mà nó chậm đông thì có thể hoạt chất bị lắng đọng, gây ra hiện tượng không đồng đều hoạt chất trong viên thuốc, đúng không? Hoặc nó có thể là gì? Các bạn đổ cao xoa mà thấy nó lâu đông thì sao? À, có thể nó bị trào ra vân vân, được chưa? Do đó là gì? Người ta muốn khoảng nóng chảy nhỏ để nó nhanh đông rắn, tránh hiện tượng là lắng đọng hoạt chất. Có khả năng co rút thể tích tốt để mình có thể lấy dễ dàng lấy nó ra khỏi khuôn, được chưa? Khi mình đổ xong nó co rút tốt thì nó có thể dễ lấy ra khỏi khuôn. Có độ nhớt thích hợp để có thể dễ dàng đổ khuôn, được chưa? Thích hợp với các phương pháp bào chế thuốc đặc, phóng thích dược chất tốt, cái này là cái khó nhất này, và cái cũng là cái rất là cần thiết nhất. Ổn định về mặt hóa học vật lý, không tương kỵ với hoạt chất, với bao bì, phân tá dược khác, vân vân, được chưa? Không độc và dịu với niêm mạc nơi đặt thuốc. Đây là những yêu cầu chung cho gần như tất cả các tá dược. Ngoài ra, nếu tá dược của mình là tá dược thân dầu thì nó sẽ có thêm một số các yêu cầu khác. Đó là gì? Chỉ số axit dưới 3, chỉ số xà phòng hóa từ 200 cho đến 245 và chỉ số iốt dưới 7. Các bạn đã học hóa hữu cơ rồi, vậy cho cô biết thêm những cái chỉ số này của chất béo nó có ý nghĩa gì? Có còn nhớ nữa không? Nào, ví dụ chỉ số iốt chẳng hạn. Chỉ số iốt nó đại diện cho cái gì đây? Đại diện cho cái gì cả lớp? Chỉ số iốt nó đại diện cho cái gì? Tính no hay không no của các chất béo, chính xác, đúng không? Mà khi chất béo càng không no, càng có nhiều liên kết đôi thì chỉ số iốt càng cao. Mà khi nó không no, có nhiều liên kết đôi, liên kết ba thì nó sẽ rất dễ bị oxy hóa và gây ra hiện tượng gọi là gì đây? Ôi khét của các tá dược béo. Mà khi tá dược ôi khét thì tất nhiên nó sẽ làm hỏng viên thuốc, làm hỏng hoạt chất và có thể gây kích ứng, gây ra các cái biến chứng cho bệnh nhân khi điều trị, đúng chưa? Do đó dưới 7 nghĩa là gì? Nó không được có quá nhiều nhóm không no, đúng không? Được chưa? Để nó ít bị oxy hóa, đây là ý nghĩa của nó. Còn chỉ số axit thì sao? Chỉ số axit là một trong những cái chỉ số để người ta xác định cái độ tươi mới của các tá dược béo, nghĩa là nó chưa bị biến chất. Bởi vì tá dược béo của mình một trong những nhược điểm lớn là rất dễ bị biến chất, đặc biệt là dễ bị oxy hóa, dẫn đến là gì đây? Nó sẽ làm hỏng hoạt chất, được chưa? Do đó chỉ số axit cũng phải thấp để là gì? Đây là những cái tá dược rất là tươi mới, rất là bền vững và ít bị hỏng, đúng không? Còn chỉ số xà phòng hóa là cái chỉ số đại diện cho cái khả năng nhũ hóa, khả năng mà thân, tức là có một phần thân nước của nó. Bởi vì vốn tá dược thân dầu vào trong môi trường niêm dịch sẽ không được tiếp nhận đâu, đúng không? Bởi vì môi trường niêm dịch của mình là môi trường nước, nên nếu nó có chỉ số xà phòng hóa thích hợp thì có thể nó mềm mại, dịu dàng và dễ dàng tương hợp với pha nước để có thể giải phóng ra dược chất. Được chưa? Như vậy đấy là ý nghĩa của các chỉ số trong tá dược thân dầu, được chưa? Và với tá dược của mình thì mình sẽ có hai nhóm cơ bản là tá dược thân dầu và thân nước. Thân dầu thì mình sẽ gồm có bơ cacao và các dẫn chất của dầu mỡ sáp, đây là nhóm tá dược béo hay còn gọi là tá dược thân dầu, được chưa? Còn nhóm thứ hai sẽ gồm các keo thân nước nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc tổng hợp, đây là nhóm tá dược thân nước. Và mình sẽ tìm hiểu về cái tá dược đầu tiên, bơ cacao. Bơ cacao có thể được coi là cái tá dược đầu tiên mà khi người ta bắt đầu nghiên cứu về thuốc đặc, người ta tìm hiểu, đúng chưa? Thì nó là gì? Nó là những cái dịch được ép từ hạt của cây cacao. Cấu tạo của nó là este của glycerin và các axit béo, đúng chưa? Nó có thể chất rắn, màu ngà vàng, có mùi thơm dễ chịu. Tỷ trọng khoảng 0,94 đến 0,96, người ta xấp xỉ với nước.
Nhiệt độ nóng chảy 34-35 độ C, nhiệt độ đông rắn là 25 độ C. Không tan trong nước, tất nhiên nó tái giật béo mà, ít tan trong ethanol. Và có bốn dạng thù hình: alpha, beta, beta phẩy và gamma, trong đó dạng beta tương đối nhiều nhất. Anh nhá. Vậy khi các bạn nhìn thế này thì đầu tiên mình sẽ có nhận xét được như sau. Đây là tái giật nguồn gốc tự nhiên. Vậy theo các bạn thì nó có dịu với niêm mạc hay không? Có dịu hay không? Có dịu với niêm mạc nên đặc thuốc hay không? À có, đúng không? Đấy là ưu điểm của nó. Được chưa? Rồi. Tuy nhiên là bắt đầu xét này. Nhiệt độ nóng chảy của nó 34-35 độ C. Theo các bạn đây là nhiệt độ nóng chảy cao hay thấp? Và với nhiệt độ này mà sản xuất ở Việt Nam thì có ổn hay không? Không. Nhiệt độ nóng chảy. À thấp đúng không? Và giả sử như đem ra Việt Nam thì nó có thể chảy lỏng ngay điều kiện thường. Hôm nay mà ra ngoài trời có khi hơn 35 độ C ha bây giờ đó, đúng không? Được chưa? Như vậy là nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp và sẽ không thích hợp với một số các nước nhiệt đới. Đúng không? Rồi, tiếp tục này. Nhiệt độ đông đắn là 25. Như vậy cái khoảng nóng chảy của nó là khoảng 10 độ C, tức là từ lúc nó bắt đầu nóng chảy cho đến lúc đông đặc lại là khoảng 10 độ C. Vậy thưa các bạn, cái khoảng nóng chảy là 10 độ C thì lớn hay nhỏ? Từ dự đoán thêm lớn hay nhỏ. Bây giờ cứ đặt tưởng tượng là mình đun lên 35 thì nó chảy ra, mình phối hợp hoạt chất vào, mình phải chờ nó xuống 25 nó mới đông rắn lại được. Khoảng nó lớn hay nhỏ và thời gian chờ đợi nó lâu hay nhanh, suy nghĩ cho kỹ. Để một cái nhóm tá dược béo mà nó nguội được khoảng 10 độ C cho bạn lâu hay nhanh? Nó giảm nhiệt được 10 độ. Quá giật béo mày là pha nước thôi nha. Nó tương đối lâu đúng không? Như vậy khoảng nóng chảy này thuộc nhóm là lớn hay là nhỏ? À, tương đối lớn rồi đó, nó thuộc nhóm chậm đông rồi. Không. Vậy vì sao có hiện tượng là nó có khoảng nóng chảy lớn như thế? Đơn giản là vì nó có quá nhiều dạng thù hình. Các dạng thù hình khác nhau thì sự kết tinh nó sẽ khác nhau. Mà vì nó chia phe nên không theo một thằng nào hết. Nên là nó sẽ hiện tượng chậm đông, được chưa? À, như vậy khoảng nóng chảy nó lớn, đây là các nhược điểm của nó. Và đã là nhược điểm nên mình phải tìm cách khắc phục, bởi vì nó sẽ có tương đối nhiều ưu điểm. Mình tìm hiểu ưu điểm là gì? Đây. Phối hợp được với nhiều dược chất thân dầu, bởi vì nó là tái giật béo, hẳn, đúng không? Thích hợp với nhiều phương pháp bào chế. Vì nhiệt độ là 35-34 nên tất nhiên có thể chảy lỏng thân nhiệt, chảy lỏng dược chất, đây là ưu điểm, đúng không? Và dịu với niêm mạc vì nó tự nhiên. Nhưng nhược điểm là gì? À đây, không thích hợp khí hậu nóng vì nhiệt độ nóng chảy quá thấp, đúng không? Khả năng nhũ hóa kém nên là mình đưa hoạt chất thân nước vào rất là khó, không phối hợp được, và hiện tượng đa hình gây chậm đông. Vậy theo các bạn có khắc phục được không? À tất nhiên phải khắc phục được, bởi vì hiện tại thì bơ ca cao vẫn đang được dùng làm tán dược thuốc đặc, nghĩa là khắc phục được. Vậy mình khắc phục bằng cách nào? Nào, giả sử nhiệt độ nóng chảy thấp, các bạn thử đây các cách khắc phục nào. Đừng có lệ thuộc vào khách, các bạn có thể hoàn toàn tự tư duy đúng không? Nếu mà khả năng nhiệt độ nóng chảy của nó thấp thì mình có thể khắc phục bằng cách nào? Cái này sau này những bạn nào làm son môi này, bơ cacao cao này cũng hay này đúng không? Thuốc mỡ đó, son môi ở dạng sáp. Nào, nhiệt độ nóng chảy nó thấp thì mình có thể kết hợp à, có thể à chính xác, có thể kết hợp với các tá dược có nhiệt độ chảy cao hơn, ví dụ paraffin rắn, sáp ong vân vân, đúng chưa? Rồi nếu khả năng nhũ hóa kém thì sao? À thì mình có hẳn cả một nhóm chất luôn mà đúng không? Thêm gì vào, thêm chất nhũ hóa vào đúng chưa? Rồi nếu chậm đông thì mình xem người ta khắc phục thế nào. Này, rất là hay đúng không? Để tăng nhiệt độ nóng chảy, người ta có thể phối hợp với các tá dược béo nhiệt độ nóng chảy cao hơn như là sáp ong hoặc là paraffin. Đúng chưa?
để tăng khả năng nhũ hóa thì phối hợp với các chất nhũ hóa như là lanolin hoặc là cholesterol, hay không? Và để tránh hiện tượng chậm đông, người ta làm rất là hay. Thay vì mình đun chảy toàn bộ tá dược thì mình chỉ đun chảy toàn 2/3 lượng tá dược thôi, được chưa? Đun chảy xong cho hoạt chất vào, còn 1/3 lượng còn lại mình làm vụn và mình rắc nó vào sau, được chưa? Thì lúc này 1/3 cái này nó rắn sẵn rồi nên nó sẽ là mầm kết tinh. Và nó sẽ làm cho bơ cacao đông rắn rất là nhanh và đông rắn ở dạng thù hình beta rất là ổn định. Đây là cách người ta khắc phục đông bào chế rất là hay. Điều đó có nghĩa là gì? Các nhà nghiên cứu bào chế của mình vô cùng thông minh, đúng không? Và lúc này thì nó sẽ đông đặc lại rất là nhanh, tránh hiện tượng lắng đọng dược chất. Chưa? Như vậy là người ta khắc phục được hết nhược điểm. Chính vì thế thì hiện nay bơ cacao vẫn đang được sử dụng. Và cái này hiện nay trong cái dược mỹ phẩm của mình dùng rất là nhiều. Ví dụ son môi hiện nay vẫn dùng cái này. Nha. Rồi. Tiếp theo là các dầu hydrogen hóa. Thì bản chất dầu là những chất lỏng ở điều kiện thường, nếu gọi là dầu, đúng không? Nha. Mà chất lỏng nghĩa là nó còn rất là nhiều liên kết chưa no. Mà nhiều liên kết chưa no thì tất nhiên dễ bị oxy hóa. Và thứ hai nữa là lỏng thì tất nhiên không thể làm thể chất thuốc đặc được, đúng chưa? Do đó người ta sẽ làm gì? No hóa nó lên. Hydrogen hóa nghĩa là cộng hợp hydro vào nối đôi, đúng không? Để làm cho no hóa. No hóa thì nó sẽ chuyển từ dạng lỏng sang dạng rắn dần. Và tất nhiên nhiệt độ nóng chảy cũng sẽ cao lên dần. Chỉ số iốt sẽ thấp dần bởi vì mình no hóa rồi thì còn đâu liên kết đôi nữa, đúng không? Được chưa? Đó. Và do đó nó khá bền vững và ổn định. Chính vì thế nhóm dầu hydrogen hóa này cũng được đưa vào tá dược thuốc đặc, bởi vì nó đảm bảo các yêu cầu của tá dược thuốc đặc. Được chưa? Nhưng có một nhóm rất hay được dùng hơn, đó là nhóm triglycerid bán tổng hợp. Nó cũng là este giữa glycerin và các axit béo phân tử lượng lớn. Như vậy nó tương tự với gì đấy? Bơ cacao cũng là este của glycerin và các axit béo, đúng không? Nhưng ngoài ra cái này là gì? Còn một tỷ lệ nhỏ các di và monoglycerid. Nên những cái thằng di và monoglycerid này nó sẽ có, vẫn có các nhóm chất OH, nghĩa là nó vẫn thân nước. Do vậy nó sẽ có khả năng nhũ hóa, nó khác với bơ cacao. Được chưa? Thân nước và thân dầu đó. Nha. Rồi cái này này, khoảng chảy nó chỉ khoảng 3 độ C thôi. Cái này mới là gọi là khoảng chảy nhỏ này. Khoảng chảy bơ cacao 10 rất là lớn rồi. Khoảng chảy này rất là nhỏ, rất là thuận lợi, đúng không? Chỉ số axit thấp, nghĩa là gì? Nó rất là bền vững, rất là tươi mới, đúng không? Chỉ số hydroxin cao, nghĩa là khả năng nó thu nhận thêm nước, tức là có thể phối hợp hoạt chất thân nước rất là tốt. Chỉ số iốt thấp, dưới 3, nghĩa là gì? À, các liên kết đôi, liên kết 3 của nó rất là ít. Nó rất là bền vững, ít bị oxy hóa. Có thể phối hợp với nhiều loại dược chất và thích hợp với nhiều phương pháp bào chế thuốc đặc. Do đó, cái dược này dùng rất là nhiều trong bào chế thuốc đặc. Và đồng thời cũng sẽ bị hỏi thi rất là nhiều. Với nhóm triglycerid bán tổng hợp này thì nó sẽ được dùng trong sản xuất với một cái tên thương mại, tức là người ta đưa ra thị trường. Cái dạng thương mại đó gọi là các quitepson. Và quitepson của mình có rất là nhiều nhóm: quitepson H, quitepson G kép, quitepson S và quitepson E. Và với từng nhóm này thì nó thích hợp với có thể các dược chất khác nhau. Ví dụ đây, quitepson V kép thích hợp với dược chất khó phân tán hoặc dễ bay hơi. Đấy, nhờ. Quitepson E thích hợp với thuốc đặc cần có tác dụng tại chỗ, thích hợp khi hợp nhiệt đới. Nhờ. Và những cái này vô cùng hay bị hỏi thi, do đó học phần này kỹ cho cô. Như vậy tóm lại trong phần tá dược béo, học cho cô rất kỹ về bơ cacao và nhóm quitepson. Nha. Trong tá dược thân nước thì sẽ có các tá dược thân nước nguồn gốc tự nhiên. Nguồn gốc tự nhiên mình thường dùng đó là hỗn hợp tá dược gelatin glycerin. Thì gelatin là một keo thân nước tự nhiên. Nó là sản phẩm thủy phân không chưa hoàn toàn của collagen. Và do nó là keo thân nước nên nó luôn có hai cái nhược điểm lớn của nhóm keo thân nước. Trong thuốc mỡ nhắc rồi, đó là gì? Nhược điểm là gì? Dễ bị mất nước nên gây khô cứng trong quá trình bảo quản. Và thứ hai là rất dễ bị nhiễm vi sinh vật. Do đó, trong công thức phải có thêm gì đây? Glycerin là thằng để làm gì đây? Giữ ẩm, không bị viên thuốc nó bị khô cứng trong quá trình bảo quản. Và phải có thêm chất sát khuẩn bảo quản nữa để tránh nhiễm vi sinh vật. Nhưng dù sao thì nhóm tá dược này cũng khá là nhiều nhược điểm và nó tương đối ít được sử dụng. Vậy điều chế thì phải làm sao? Đầu tiên gelatin mình phải làm nhỏ và ngâm tương đương ở trong nước hoàn toàn.
Glycerin mình đun nóng khoảng 60 độ C, không được cao hơn 60 độ C. Bởi vì nguyên tắc là gì? Khi nhiệt độ quá cao thì gelatin vẫn có thể tiếp tục bị thủy phân và nó làm hỏng đi cái thể chất của dạng thuốc, làm cho viên thuốc của mình không đạt được độ bền cơ học. Nhờ? Sau khi đun khoảng 60 độ C thì mình sẽ cho gelatin đã trương nở vào, tiếp tục đun và khuấy nhẹ nhàng cho đến khi hòa tan hoàn toàn, tiến hành lọc nóng. Sau đó thì sẽ thêm các sát khuẩn bảo quản vào. Nhờ? Và tuyệt đối không được đun lên trên 60 độ C. Nhờ? Mặc dù như thế thì cái nhóm tá dược nguồn gốc tự nhiên này nó cũng tương đối nhiều nhược điểm, bởi vì là viên thuốc có thể không đảm bảo độ bền cơ học nên ít được dùng hơn. Nhờ? Nhóm hay dùng đó chính là nhóm nguồn gốc tổng hợp, hay lại quay lại chính nhóm PER. PER bên thuốc mỡ mình học rồi, là nhóm tá dược tự thân đáp ứng yêu cầu tá dược thuốc mỡ. Và sang thuốc đạm thì nó vẫn là thuộc nhóm tá dược tự thân đáp ứng yêu cầu thuốc đạm. Bởi vì đơn giản là gì? Nó có rất nhiều thể chất, có thể từ lỏng đến mềm đến rắn, tùy theo khối lượng phân tử của nó, các sản phẩm tổng hợp mà, đúng không? Và khi chỉ cần kết hợp thể lỏng với thể mềm với thể rắn này theo các tỷ lệ nhất định thì mình có thể thu được các viên thuốc có thể chất nhất định. Muốn đưa thành thuốc mỡ thì mình có thể kết hợp thể mềm thể lỏng nhiều hơn, rắn ít hơn, thì nó đưa về thể chất thuốc mỡ rất là mềm, rất là mướt, có thể bôi thành lớp mỏng trên da. Nhưng muốn thuốc đặc thì mình có thể tăng rắn lên, giảm lỏng xuống, như vậy là nó có thể cầm nắm được. Do đó nhóm này là nhóm tự thân đáp ứng, chỉ cần phối hợp các PR với nhau là đủ, không cần thêm bất cứ tá dược nào khác, đúng chưa? Đúng không? Do đó thì nhóm tá dược này được sử dụng tương đối nhiều và sẽ là nhóm tá dược được dùng trong học thực hành của mình. Các bạn hãy tự tay đi bào chế thuốc đạm paracetamol với các tá dược PR. Tuy nhiên vẫn nhớ cho cô, PR là tên của một nhóm chất polyethylene glycol. Còn khi nó thêm các chỉ số phía sau, ví dụ PR200, PR2000, PR1500 thì lúc đó mới trở thành các tên của các chất. Nó là kèm theo con số khối lượng phân tử, hay gọi là phân tử khối của các PR. Được chưa? Đây chính là nhóm tá dược. Rồi, thì nhóm tá dược PR này nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là không ảnh hưởng sinh lý nơi đặt thuốc, bền vững, dễ bảo quản, thích hợp với khí hậu nhiệt đới bởi vì nó có độ cứng, độ chảy cao hơn các tá dược thông thường. Có thể phối hợp với nhiều loại dược chất và thích hợp với nhiều phương pháp điều trị thuốc đặc. Rất là nhiều ưu điểm nên được sử dụng tương đối nhiều. Tuy nhiên nhược điểm là gì? Hút nước cao, bởi vì nó thân nước và nó rất là háo nước. Và hút nước cao, bây giờ các bạn tưởng tượng đặt một viên thuốc vào trực tràng, dịch trực tràng chỉ có 30 lít, viên thuốc này nó vào nó hút cái èo là hết, thì trực tràng sẽ thấy vô cùng khó chịu và gây hiện tượng kích ứng, đến đến là sẽ bị đẩy ra ngoài, đúng không? Do đó với viên thuốc này thì mình phải hướng dẫn bệnh nhân rất là kỹ càng, không được đặt trực tiếp, mà trước khi đặt thì phải lấy viên thuốc ra nhúng vào cốc nước một tí cho nó no nước rồi hãng đặt vào, đúng chưa? Nhưng tất nhiên cũng không nhúng lâu, bởi nhúng lâu thì làm sao nó tan trong nước mà, đúng không? Chỉ nhúng cho nó no nước thôi là mình đặt, đúng chưa? Rồi thứ hai là độ cứng cao có thể gây khó chịu, gây đau nếu chỗ đặt thuốc bị tổn thương, có thể gây viêm nếu chỗ đặt thuốc đang bị tổn thương, giải phóng hoặc chất chậm. Vậy bây giờ câu hỏi này, theo các bạn thì tá dược PR sẽ giải phóng dược chất theo cơ chế chảy lỏng ở thân nhiệt hay là hòa tan trong niêm dịch? Lại quay lại câu lúc nãy, bởi vì cái này sẽ bị hỏi trong lúc các bạn đi học thực hành hoặc là đi thi lý thuyết cũng bị hỏi. Rất tốt, cơ chế hòa tan, bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì thân nước, chính xác, đúng không? Thân nước thì hòa tan. Nhưng mà mình phải lưu ý này, PR khi muốn bào chế thuốc đặc nghĩa là thể chất rắn. Thể chất rắn nghĩa là lượng PR khối lượng phân tử cao sẽ phải nhiều, tức là PR 4000, 6000 sẽ phải nhiều, còn các PR lỏng sẽ ít hơn. Vậy cho các bạn thì khi mà PR phân tử lượng càng cao thì khả năng tan trong nước của nó sẽ càng gì? Giảm hay là tăng? Khi mà PR khối lượng phân tử càng lớn, nó càng rắn thì khả năng hòa tan nó càng gì? Càng chậm. Không? Không? Do đó nó giải phóng chậm là vì sao? Vì nó hòa tan chậm trong niêm dịch.
mình có thể ghi rõ ra luôn để sau này mình không bị nhầm lẫn, đúng không? Nó hòa giải phóng hoạt chất chậm, đơn giản là vì nó gì, có thể nó giải phóng hoạt chất chậm là cho nó hòa tan chậm trong nhân dịch, bởi vì lượng chất rắn của nó nhiều, lượng PD rắn nhiều hơn lượng PD lỏng, được chưa? Rồi, đấy là giải phóng. Ngoài ra thì PD có thể tương kỵ với một số hoạt chất là benzocaine, penicillin, thậm chí tương kỵ với cả bao bì plastic, bao bì nhựa, đúng không? Giòn và khi bảo quản hay làm lạnh quá nhanh. Yeah. Đấy là về ưu nhược điểm của PD. Như vậy là mình đã xong phần hóa dược. Bây giờ mình sẽ sang về các kỹ thuật bào chế. Các bạn hãy dành cho khoảng 5 phút đọc cho cô về 3 phương pháp bào chế thuốc đặc và phương pháp nặng. Ép khuôn và đun chảy đổ khuôn trước khi cô bắt đầu giảm mình. Thì đọc được 3 phương pháp bào chế. Rồi sau đó thì cô sẽ giảm, mình sẽ dễ nắm bắt hơn. Được ha. Rồi mình bắt đầu vào phương pháp hoàng. Được chưa? Thì mình sẽ có tất cả 3 phương pháp nặn, ép khuôn và đun chảy đổ khuôn. Trong đó 2 phương pháp nặn và ép khuôn nó sẽ có chung nguyên tắc bào chế. Và nguyên tắc bào chế của nó là nguyên tắc bào chế mà không sử dụng nhiệt, anh chưa? Và nó sẽ có 2 bước chung với nhau, đó là gì? Đầu tiên là mình sẽ nghiền mịn dược chất, sau đó trộn dược chất theo nguyên tắc đồng lượng. Cá dược thì mình sẽ sát nhỏ ra, sau đó mình thêm từng lượng cá dược và nhào trộn để tạo thành khối dẻo. Như vậy kể cả nặn hay là ép khuôn thì 2 bước này mình sẽ làm như nhau, anh chưa? Sau khi nhào thành khối dẻo rồi thì nếu là phương pháp nặn thì tiếp tục mình sẽ tiến hành lăn thành đũa viên, sau đó chia viên thành hình trụ và có thể gọt sửa viên thành hình dạng kích thước phù hợp với nơi đặt thuốc. Như vậy đây là một phương pháp vô cùng thủ công, năng suất rất là thấp và yếu tố vệ sinh rất là không đảm bảo, đúng không? Đó là phương pháp sơ khai khi mình bắt đầu nghiên cứu bào chế thuốc đặc. Với phương pháp ép khuôn thì có thể nó văn minh hơn một tí, đó là gì? Cũng sau khi tạo thành khối thuốc, khối dẻo như phương pháp nặng thì tiếp tục lên mình sẽ đưa vào khuôn mình ép hình viên. Thì như vậy hình thức nó sẽ đẹp, đều nhau hơn. Đúng chưa? Năng suất cao hơn một tí. Tuy nhiên cả hai phương pháp này thì đều mắc một cái nhược điểm, đó là năng suất rất là thấp và khó đạt về cái sự đồng đều về dược chất cũng như là đảm bảo vệ sinh. Đúng chưa? Nhưng ưu điểm lớn là gì? Kỹ thuật bào chế rất là đơn giản và đặc biệt là không dùng nhiệt nên thích hợp với các dược chất kém bền với nhiệt. Yeah. Đấy là ưu nhược điểm chung của hai nhóm phương pháp này, nặn và ép khuôn. Và trên thực tế thì hiện nay hai nhóm phương pháp này nó quá nhiều nhược điểm nên nó tương đối ít được sử dụng trong bào chế. Hiện nay người ta chỉ gần như chỉ dùng một phương pháp duy nhất, đó là đun chảy đổ khuôn, kể cả trong quy mô thực hành, phòng nghiên cứu hay là quy mô công nghiệp. Thì phương pháp đun chảy đổ khuôn nguyên tắc là gì? Đầu tiên là mình sẽ đun chảy tá dược, sau đó thì hòa tan hoặc là phân tán dược chất vào trong tá dược đã được đun chảy đó, rồi tiến hành đổ khuôn vào các khuôn có thể tích nhất định ở nhiệt độ thích hợp, thông thường là gần với nhiệt độ đông đặc. Và cái này giống như mình bảo chế qua cao xoa là một hình thức, đó là gì? Đun chảy đổ khuôn đó, được chưa? Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay và gần như là duy nhất được tiến hành hiện nay, còn các phương pháp kia rất là ít rồi, nhờ áp dụng trong cả quy mô nhỏ lẫn quy mô công nghiệp. Và nó tiến hành qua cả hai giai đoạn: chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị nguyên liệu, sau đó phối hợp hoạt chất vào tá dược và tiến hành đổ khuôn, được chưa? Và đổ khuôn tất nhiên nó phải có khuôn, được chưa? Khuôn thì ở đây các bạn sau này sẽ được gặp lại trên phòng thực hành của mình. Khuôn của mình thường là được thiết kế bằng đồng đúc nguyên khối hoặc là thép được bọc các cái lớp chống rỉ, được chưa? Nhưng khuôn của bộ môn mình sẽ là khuôn đồng đúc nguyên khối này. Và khuôn bộ môn mình là khuôn đơn, tức là nó một hàng thôi, không có hai hàng như này, được chưa? Rồi. Thì với khuôn mình phải xử lý rất là kỹ thì nó mới có thể đổ thuốc đảm bảo yêu cầu được. Vì sao? Khuôn của mình đầu tiên mình phải làm gì? Tháo rời các mảnh ra, được chưa? Tháo rời các mảnh ra, sau đó rửa sạch, lau khô. Tiếp theo mình sẽ dùng kẹp gấp bông gòn tiệt trùng khuôn, trong lòng khuôn, mặt trên và trong mặt ngoài khuôn. Tiếp tục tiến hành bôi trơn khuôn.
Thì vì sao phải bôi trơn? Bởi vì sau khi mình đổ thuốc xong rồi mình còn phải lấy viên thuốc ra. Do đó mình bôi trơn mục đích là để làm gì? Việc tháo thuốc sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu không nó dính vào đó thì mình không lấy ra được. Không. Và chính vì thế bôi trơn mình sẽ bôi trơn theo nguyên tắc là ngược. Bôi trơn theo nguyên tắc ngược nhau. Nghĩa là gì? Nếu mình bào chế thuốc đặc bằng tá dược béo hay còn gọi là tá dược thân dầu thì sẽ bôi trơn bằng một chất bôi trơn thân nước để cho nó không bị lẫn vào nhau nha. Đó là cồn xà phòng, bôi trơn bằng cồn xà phòng. Ngược lại, nếu mình bào chế thuốc đặc bằng tá dược thân nước, ví dụ như PR vân vân, thì mình sẽ bôi trơn bằng một chất thân dầu, thường dùng đó là dầu paraffin. Được chưa? Nhưng sẽ có một số trường hợp mình không cần phải bôi trơn. Ví dụ trường hợp mà tá dược nó co rút thể tích rất là tốt, lúc đầu đổ nó đầy khuôn, nhưng sau khi đông đặc lại nó sẽ co nhỏ hơn khuôn thì nó sẽ tự rơi ra. Nên trường hợp này thì mình không phải bôi trơn nha. Sau đó mình sẽ tiến hành ráp khuôn lại như ban đầu, ráp chặt như ban đầu đây. Quấn khăn xung quanh khuôn, úp ngược khuôn xuống và làm lạnh đá của tủ lạnh tối thiểu 5 phút trước khi bắt đầu đổ thuốc. Thì cái tá dược bôi trơn nó mới gì? Bám đều trên mặt khuôn. Được chưa? Và đây, sau khi rửa sạch lau khô, bước tiếp theo là tiệt trùng này. Đây là bước mình sẽ tiến hành thực tế tại phòng thực hành. Và đây là khuôn thuốc được chụp tại phòng thực hành của mình. Được chưa? Thì với bôi trơn mình sẽ làm gì? Dùng bông gòn tẩm cồn cao độ. Kẹp gáp, đúng chưa? Và mình sẽ tiệt trùng ở trong lòng khuôn trước. Đây là chỉ làm ví dụ một vài lỗ, còn các bạn phải làm hết tất cả các cái lỗ khuôn trong lòng khuôn trước. Sau đó mình tiệt trùng bên này, rồi nửa khuôn bên kia, tiệt trùng trong lòng khuôn trước. Sau đó thì làm sao? Có thể tiệt trùng trên bề mặt, đúng chưa? Để cho nó đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn. Chuyển sang bước bôi trơn cũng làm tương tự. Ví dụ bài của mình bào chế bằng tá dược PR thân nước thì mình bôi trơn bằng dầu paraffin. Thì mình cũng sẽ dùng bông gòn tẩm dầu paraffin rồi cũng bôi trơn. Nhưng lưu ý khác với nhau là gì? Khi bôi trơn mình chỉ bôi trơn trong lòng khuôn thôi, tuyệt đối không bôi lên bề mặt bởi vì nó rất là dơ, rất là trơn và mình làm mình khó ráp khuôn, ráp không kín. Cho nên chỉ bôi trong lòng thôi và bôi một lượng vừa đủ thôi. Được chưa? Đây các bước. Tiệt trùng, bôi trơn làm lạnh. Không? Nếu bào chế thuốc đặc bằng tá dược béo thì bôi trơn bằng tá dược thân nước, đó là cồn xà phòng. Nếu bào chế thuốc đặc bằng tá dược thân nước thì bôi trơn bằng dầu paraffin, là tá dược thân dầu. Được chưa? Như vậy là bôi trơn sẽ ngược nhau. Trường hợp tá dược có rút thể tích tốt thì không cần bôi trơn. Đúng không? Được chưa? Với quy mô công nghiệp dùng máy tự động thì sẽ khác. Quy mô công nghiệp mình không thể đổ thuốc vào các khuôn thế này xong mất công tháo ra đóng gói được. Năng suất sẽ rất là thấp, bị giảm rất là nhiều. Vậy công nghiệp người ta làm sao? Thì ở trong công nghiệp bạn đã thấy rồi, các bạn mua các vỉ FP đang ganh về đây, đúng chưa? Thì cái vỉ này này, trong quy mô công nghiệp, nó vừa đóng vai trò là vỉ thuốc, vừa đóng vai trò là khuôn thuốc. Nghĩa là trong quy mô công nghiệp người ta sẽ đổ thuốc trực tiếp vào trong vỉ này, sau đó ép vỉ. Đúng chưa? Ép vỉ. Luôn, như vậy nó vừa là vỉ vừa là khuôn. Đúng chưa? Đấy là quy mô công nghiệp. Người ta không không có mất công tháo ra như mình đâu, năng suất nó sẽ giảm rất là nhiều. Đúng chưa? Đấy là về các khuôn thuốc của mình. Về đun chảy đổ khuôn thì có một phần rất là quan trọng, đó là tính toán lượng nguyên liệu để bào chế. Và khi tính toán nguyên liệu bào chế với thuốc đặc thì luôn phải bù lượng nguyên liệu hư hao, hao hụt do dính dụng cụ. Và cái này những bạn đã từng làm cao su thì mình biết rồi, đúng không? Khi mình đổ khuôn hoặc khi đơn giản là khi phối hợp tá dược và hoạt chất thôi, không bao giờ mình đổ được hết bởi vì sẽ có một cái lượng nó đông đặc ngay trên cái cốc cân của mình khi mình đổ, đúng không? Thì thuốc đặc cũng thế thôi. Do đó là gì? Hao hụt rất là nhiều. Chính vì thế muốn bào chế 10 viên mình có thể phải cho thêm một ít nguyên liệu dư thì sau đó mình đổ được đủ 10 viên, đúng chưa? Thì luôn luôn phải bổ sung phần hao hụt. Do đó tính công thức bào chế thuốc đặc người ta luôn cho thêm hao hụt và nghĩa là mình được cân thêm, tăng thêm cái lượng bổ sung đó để làm sao cho đủ các cái viên sau khi đã trừ đi hao hụt trong quá trình bào chế, đúng chưa? Thứ hai là tính toán nguyên liệu, luôn thường phải dùng hệ số thay thế. Dùng hệ số thay thế trong trường hợp nào? Khi mà phương pháp bào chế là đun chảy đổ khuôn, khi mà hàm lượng hoạt chất và hoạt chất và tá dược có tỷ trọng hay có khối lượng riêng khác nhau và khi lượng hoạt chất trong viên tương đối lớn trên 0,05 gram trên viên. Vậy thì hệ số thay thế này có ý nghĩa là gì và sử dụng thế nào? Thì cô sẽ mô tả các bạn về cái quy trình mình bào chế, nghiên cứu bào chế một cái viên thuốc đặc thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng trước khi sang nghiên cứu bào chế thì mình sẽ thêm định nghĩa hệ số thay thế một tí, được chưa? Người ta định nghĩa là gì? Hệ số thay thế thuận E của một chất, của một cái hoạt chất đó so với tá dược là lượng chất đó chiếm thể tích tương đương 1 gram tá dược khi đổ khuôn.
Được chưa? Vậy tại sao phải lấy hệ số thay thế này để đi tính công thức bào chế? Thì các bạn sẽ phải hiểu về quy trình nghiên cứu bào chế như sau. Đây. Ví dụ, khi mình nghiên cứu bào chế thuốc đặc, tại phòng học của mình cũng thế thôi. Mình nghiên cứu mới có thể mình dùng PR400. Cái này thằng này thể lỏng ở điều kiện thường, đúng không? Được chưa? Mình kết hợp thêm PR4000 thể lắng ở điều kiện thường. Giả sử mình trong mình có hai thằng này, hai thằng nguyên liệu này, mình sẽ kết hợp hai cái thằng này để làm sao ra một cái thể chất thuốc đặc. Thể chất thuốc đặc của mình làm sao không được cứng quá, bởi vì cứng quá thứ nhất là gây đau, thứ hai mình cũng có thể cảm nhận là cứng thì nó giải phóng dược chất rất là chậm và không đạt yêu cầu về độ rã, độ hòa tan của viên thuốc, đúng không? Nhưng mà mềm quá thì sao, thì mình không thể cầm nắm được, mình không thể đặt vào được. Do đó ban đầu là mình phải gì, thử kết hợp các tỷ lệ khác nhau giữa hai thằng tá dược này xem với tỷ lệ kết hợp nào thì nó cho ra một cái thuốc đặc có thể chất phù hợp. Và rõ ràng khi nghiên cứu về thể chất thế này thì người ta chả dạy gì mà đưa hoạt chất vào, bởi vì rất là tốn nguyên liệu, tốn hoạt chất, đúng không? Do đó người ta chỉ thử lên tá dược thôi. Và giả sử sau qua rất nhiều quá trình thử nghiệm thì mình rút ra được là gì, ví dụ PR4000 so với tỷ lệ PR400 khoảng 70-30 sẽ cho thể chất thuốc đặc. Ok, được chưa? Nghĩa là viên này mình bào chế ra nó vừa đủ cứng để mình cầm và mình cảm giác là nó có thể nó rã tương đối tốt, mình thử độ rã nó ok. Như vậy là mình chốt là mình sẽ sử dụng tỷ lệ tá dược là 70-30%, được chưa? Nhưng rõ ràng lúc này cái viên của mình chỉ có mỗi tá dược thì nó đã có tác dụng giảm đau hạ sốt chưa cả lớp? Có tác dụng giảm đau hạ sốt chưa? À tất nhiên là có chưa? Ừ, nào? À chưa, đúng không? Chưa, bởi vì nó chưa có hoạt chất. Bây giờ vấn đề là gì? Tôi cần đưa hoạt chất vào đây để có tác dụng giảm đau hạ sốt. Mà tôi muốn bào chế viên thuốc đặc 150mg paracetamol cho đối tượng trẻ nhỏ 2-3 tuổi, đúng không? Khoảng tầm 10-15kg, đúng không? Yeah. Tôi muốn đưa vào đây 100mg. Nhưng rõ ràng lúc này viên thuốc của tôi đổ đầy khuôn rồi, cái viên thuốc đạn này rồi, cái khối lượng đầy khuôn rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn đưa hoạt chất vào thì rõ ràng tôi phải bớt tá dược ra. Nhưng không phải là cứ đưa 150mg paracetamol vào thì sẽ bớt ra 150mg tá dược. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là hoạt chất và tá dược có tỷ trọng khác nhau, nghĩa là cùng khối lượng đó thì thể tích nó chiếm chỗ khác nhau. Nhưng mà tôi thay thế phải thay thế bằng gì? Bằng thể tích, đúng không? Do đó thì tôi sẽ phải có hệ số thay thế, được chưa? Vậy giả sử bây giờ cô cho mình như sau. Hệ số thay thế thuận E của paracetamol so với tá dược PR là 1:32, có nghĩa là gì? Nào, có nghĩa là gì? Nào, hệ số thay thế thuận E của paracetamol so với tá dược PR là 1:32, có nghĩa là gì? Các bạn bám sát vào định nghĩa và cho cô ý nghĩa của nó. Sau này mình đi làm bài tập phần thuốc đặc này này, học thực hành rất là nhiều, bài tập rất là nhiều. Nếu mình không hiểu được cái này thì mình tính toán bài tập hết rồi.
Nào, ý nghĩa của nó là gì? À, một phép 32 gam paracetamol có thể tích tương đương 1 gam tá dược PRE khi đổ khuôn. Chính xác. Vậy giả sử bây giờ mình muốn cho một phép 32 gam paracetamol vào trong khuôn này thì phải bớt ra bao nhiêu PRE? Nào, à bớt ra 1 gam PRE thôi, nghĩa là không phải bớt 1 1 đúng không, bởi vì nó có hệ số thay thế, được chưa? Vậy bây giờ muốn cho 150 mg paracetamol vào thì bớt ra bao nhiêu mg tá dược, mình tính được không? Tính được không? À tính được chứ, đúng không? Đấy chính là ý nghĩa của tá dược khi mà mình xây dựng công thức bào chế, ý nghĩa của hệ số thay thế thuận, được chưa? Rồi vậy bây giờ mình thử làm bài tập. Đi thi bài tập sẽ rất là nhiều. Ví dụ đây, công thức bào chế sulfathiazone 500 mg, tức là 0,5 g, đúng không? Bơ ca cao 2 g, vừa đủ 2 g nghĩa là gì? Cái này các bạn phải hiểu chữ vừa đủ này nghĩa là thế này này. Nghĩa là khi mà mình đổ đầy khuôn với tá dược bơ ca cao nguyên chất thì cái viên bơ ca cao đó sẽ có khối lượng là 2 g. Nhưng mà tất nhiên 2 g này thì chưa có hoạt chất, được chưa? Hiểu ý không? Tức là mình đổ một cái khuôn đó đầy bằng bơ ca cao thì khối lượng của nó là 2 g. Nhá. Nghĩa là nó chưa có sulfathiazone. Bây giờ tôi muốn đưa 0,5 sulfathiazone vào thì bớt ra bao nhiêu bơ ca cao, và lượng bơ ca cao còn lại cho một viên là bao nhiêu. Biết hệ số thay thế thuận của sulfathiazone so với bơ ca cao là 1,6. Tính công thức bào chế 10 viên, hao hụt 10%, tức là người ta bù cho mình nguyên liệu thêm 10%. Được chưa? Nào tôi tính cho cô công thức bào chế. Cả lớp cùng làm. Bài tập này thực kiểm tra chắc chắn sẽ có. Đi thi lý thuyết chắc chắn sẽ có. Và thi thực hành thì chắc chắn phải làm rất là nhiều. Đó, rồi làm đi. Tính toán ha, rồi trình bày cách tính lên đây, không chỉ nêu mỗi đáp số thôi ha, quan trọng là cách tính đó. Nào mình làm report bài giảng đi cô ha. Có chỗ nào không hiểu hay cần hỏi thì mình sẽ giảng lại nha. Nhưng mà cứ tự làm bài tập cái đó. Bắt đầu tính toán đúng không? Trình bày rất là tốt đúng không? Rồi, Như Quỳnh, à Quỳnh Như đúng không? Bài tính toán rất là hoàn chỉnh. Rồi, Văn Hiếu, Thanh Quyên. Bây giờ các bạn khác tiếp tục tính. Rồi, được chưa? Như vậy là các bạn nắm được cách tính chưa? Đây. Đầu tiên thì mình phải hiểu như sau. Hệ số thay thế thuận của sulfathiazone so với bơ ca cao 1,6 có nghĩa là gì? Cứ 1,6 g sulfathiazone sẽ chiếm thể tích tương đương 1 g bơ ca cao khi mình đổ khuôn. Nha. Vậy bây giờ mình muốn cho vào trong khuôn này 0,5 sulfathiazone thì phải bớt ra bao nhiêu gam bơ ca cao? Thì mình phải tam suất thôi, đúng không? Lượng bơ ca cao bị thay thế bởi sulfathiazone sẽ là tam suất nhân chéo chia ngang ra 0,31 g. Như vậy trên thực tế là gì? Để cho 0,5 g sulfathiazone vào, mình chỉ cần bớt ra 0,31 g bơ ca cao là được. Như vậy thực tế lượng bơ ca cao bây giờ cần thêm vào trong một viên sau khi có hoạt chất sẽ là bao nhiêu? 1,69 g. Như vậy lúc này trong khuôn của mình sẽ có 1,69 g bơ ca cao và 0,5 g sulfathiazone thì nó vẫn sẽ đầy khuôn như là 2 g bơ ca cao ban đầu. Được chưa? Từ đó mình sẽ có công thức bào chế của một viên. Đi học, đi thi trong phần này công thức một viên luôn là phần quan trọng nhất. Sau khi mình đã được công thức một viên rồi, công thức cơ bản rồi, thì lúc đó đề bài của mình có yêu cầu tính một viên, 10 viên hay là trong quy mô sản xuất tính hàng triệu viên cho hao hụt bao nhiêu phần trăm thì mình chỉ cần ráp số nhân lên thôi, đúng không? 10 viên thì nhân 10. Bù hư hao nguyên liệu 10% thì mình cộng thêm 10% vào nguyên liệu ban đầu mình nhân lên, được chưa? Thì thay vì 100% nguyên liệu thì mình được thành 110% nguyên liệu. Và mình cứ thế nhân lên thôi, được chưa? Như vậy là cách tính. Được ha?
Được chưa? Đấy là phần bài tập. Bài tập này rất là cơ bản cho phần bài thuốc đạo. Nhờ. Và nó sẽ gặp trong phần thi lý thuyết, phần kiểm tra sắp tới. Được ha? Và trong phần học thực hành mình sẽ phải làm rất là nhiều. Rồi, một cái bài tập nữa gần gũi với mình hơn. Đây là bài có thể mình gặp trong phần học thực hành của mình. Cá dược ở đây mình gồm PD400 và PD4000 với tỷ lệ 20%, 80%. Hệ số thay thế thuận của paracetamol so với tá dược này là 0,67. Cũng tính công thức bào chế 10 viên hao hụt 10%. Lưu ý, công thức bào chế này sẽ gồm 3 thành phần nha. Paracetamol, PD4000 và PD400. Như vậy tính ra từng lượng tá dược riêng. Được chưa? Rồi, tự tính cho cô xem. Bài này sẽ hơi khó hơn bài trước một tí. Nhưng bài này mới tính là bài thực tế khi mình đi làm thực hành. Bây giờ tiếp tục tính. Phần bài tập của mình luôn luôn rất là quan trọng, đúng không? Nào cả lớp cùng làm nào. Gõ hơi chậm đúng không? Rồi. Rồi bạn Hiếu. Rất là tốt, đúng không? Được chưa? Rồi như vậy với phần bài tập này thì mình sẽ phải hiểu như sau. Đầu tiên, như bạn đã tìm bài rất là tốt đúng không? Hệ số thay thế thuận của paracetamol so với tá dược PD là 0,67, có nghĩa là gì? Cứ 0,67 gram paracetamol khi độ khuôn nó chiếm thể tích tương đương 1 gram tá dược. Vậy thì ở đây 0,5 gram paracetamol thì phải bớt ra bao nhiêu tá dược? Thì về lượng tá dược bị thay thế bởi paracetamol sẽ tăng suất lên và được là 0,75 gram. Nhờ? Từ đó mình tính được lượng tá dược trong một viên đúng không? Là 1,95 gram. Và đây PD400 chiếm 20% mình nhân lên PD4000 phần còn lại, đúng chưa? Và từ đó mình sẽ hoàn chỉnh được ra công thức một một viên. Sau khi có công thức một viên rồi thì lúc này yêu cầu bao nhiêu viên hao hụt bao nhiêu phần trăm, cứ thế mà nhân lên thôi, đúng không cả lớp? Con làm được chưa? Và nghe giảng thế đã hiểu chưa? Phần này cả lớp mình nắm được lâu đời tập hay không? Có cần phải giảng lại hay không? Không. Lúc này thì bao nhiêu viên mình vẫn cứ thế mà nhân lên thôi. Được chưa? Nào cả lớp, như vậy phần bài này nắm được cách làm chưa? Rồi. Rồi ha, như vậy phần bài tập. Đây là khi mà mình đã gì biết hệ số thay thế thuận rồi. Nhưng trên thực tế sẽ có những trường hợp là gì? Mình hoàn toàn còn chưa biết hệ số thay thế thuận bởi vì đây là một tá dược mới hoàn toàn. Vậy lúc đó thì mình sẽ phải gì? Phải đi tính. Và thông thường khi tính hệ số thay thế thì mình phải thông qua hệ số thay thế nghịch trước. Hệ số thay thế nghịch chính là lại ngược lại là gì? Là thể tích của tá dược chiếm tương đương 1 gam hoạt chất khi đổ khuôn. Được chưa? Thuận là một hoạt chất tương đương 1 gram tá dược khi đổ khuôn, thì nghịch sẽ là lượng tá dược tương đương 1 gram hoạt chất khi đổ khuôn. Và mình sẽ tính theo công thức là gì? F hệ số thay thế nghịch sẽ bằng x trừ đi hiệu của y trừ p, tất cả chia cho p. Trong đó x là khối lượng 12 viên tá dược nguyên chất, hay còn gọi là 12 viên chỉ chứa tá dược. Y là khối lượng 12 viên tá dược mà trong đó có chứa p gram dược chất. Và P là lượng dược chất chứa trong 12 viên. Được chưa? Sau khi tính ra F hệ số thay thế nghịch thì mình có thể nghịch đảo lên, mình tính ra E là hệ số thay thế thuận. Được chưa? Vậy ở đây mình thử tính xem, sau này khi mình đi làm thực tế trên phòng thực hành, mình sẽ phải tính từ hệ số thay thế nghịch này. Mình sẽ phải làm từ đầu, các bạn phải tự đi đổ khuôn 12 viên tá dược nguyên chất, đổ khuôn 12 viên tá dược có dược chất, sau đó mình sẽ đi tính toán. Và do đó thì mình sẽ phải làm phần bài tập sau. Được chưa? Đây, đầu tiên dựa vào các cái thông số cô đang bôi đen đây. Và các bạn chỉ cần tính được ra cho cô hệ số thay thế thuận của paracetamol so với tá dược. Nghĩa là hôm nay mình rất là thành công rồi, đúng không? Để làm hệ số thay thế nghịch mình làm gì? Đầu tiên mình sẽ tiến hành đổ khuôn 12 viên tá dược nguyên chất. Và 12 viên tá dược trong đó có chứa 13% là hoạt chất.
và cân khối lượng thì mình thu được kết quả như sau. 12 viên chỉ chứa tá dược nguyên chất có khối lượng là 32,25g. 12 viên tá dược mà trong đó có chứa đến 13% dược chất, lượng còn lại mới là tá dược đó, thì sẽ cho khối lượng là 33,24. Như vậy đây x mình biết rồi, y mình biết rồi. Và đây thì mình biết là gì? P thì sẽ bằng 13% của y, đúng không? Bởi vì trong 12 viên này có 13% là hoạt chất. Từ đó mình tính ra P. Và sau khi tính được ra P thì mình sẽ thay công thức mình tính F, mình đảo lên ra E. Nào vậy bây giờ dựa vào các thông số đây, còn làm cho cô câu A trước, tức là tính hệ số thay thế thuận của paracetamol so với tá dược trước. Mình tính đi. Nào, tính cho cô ha. Tính bài đầu tiên tính ra P, giờ sau thay vào tính F, sau đó tính E.
Rồi, như vậy các bạn bắt đầu đã tính được rồi đúng không? Được chưa? Tính được ra. Hệ số thay thế thuật. Đúng chưa? Rất là tốt. Không, như vậy đơn giản mình chỉ cần thay công thức thôi. Vậy sau khi mình tính được thay hệ số thay thế thuận rồi thì bài toán của mình lại quay về bài toán như sau. Công thức thuốc đặc gồm paracetamol. Ba trăm mg đúng không? Tá dược vừa đủ một viên đúng chưa? Và biết tá dược của mình gồm gì? PR 400 và PR 4000 với tỷ lệ là 20 80% đúng chưa? Hệ số thay thế thuận E bằng 1,30, mình tính được rồi. Vấn đề bây giờ mình phải biết là vừa đủ một viên là bao nhiêu, nghĩa là mình phải tính được khối lượng một viên tá dược nguyên chất là bao nhiêu. Vậy bây giờ cái này thì dành cho bạn nào phải rất là nhanh nhạy, các bạn thử nhìn vào đây. Dựa vào các con số được cho trong này, các bạn có thể tính cho cô xem khối lượng một viên tá dược nguyên chất là bao nhiêu hay không? Nào, thử tính xem. Khối lượng tá dược một viên tá dược nguyên chất là bao nhiêu? À, chính xác đúng không? X khối lượng 12 viên tá dược nguyên chất thì mình sẽ tính được ra, bởi vì khuôn của mình thiết kế rất là đều nên nó sẽ khoảng rồi đúng không? Một viên tá dược nguyên chất mình lấy x chia cho 12. Như vậy ở đây mình sẽ có tá dược vừa đủ 2,69. Như vậy bài toán này lại quay lại bài toán như lúc nãy, rất là đơn giản thôi. Vậy có làm được không? À, sẽ làm được đúng không? Và đây chính là một cái đề gọi là full text cho một cái đề thi kết thúc môn thực hành với phần tính toán, nếu các bạn bốc vào bài thuốc đặc đề nó ra cho kiểu như thế, được chưa? Và các bạn sẽ có 15 phút để tính toán công thức này, hoàn chỉnh ra công thức, tức là làm cả câu A cả câu B, được chưa? Do đó phải luyện tập rất là thành thạo thì mình mới có thể tính được. Bây giờ thử tính câu B cô xem nó nào. Tính công thức bào chế 100 viên paracetamol 300 mg hao hụt 15%, tỷ lệ tá dược 20-80, khối lượng một viên nguyên chất bạn tính ra đây rồi, tức là tá dược vừa đủ, thế là vừa đủ bao nhiêu? 2,69 g nếu chỉ là tá dược nguyên chất. Vậy cả lớp thử tính toán tiếp phần này, hoàn chỉnh cho cô công thức xem. Được chưa? Và gõ lên phần tính của mình, phần tiếp theo. Đây chính là phần mà sau này các bạn học thực hành sẽ còn quay lại rất là nhiều, tính rất là nhiều nha. Bào chế 2 phần tính toán nó sẽ còn nặng hơn bào chế 1 rất là nhiều hơn. Được chưa? Thử tính xem.
Rồi, ở đây mình biết được lượng tá dược phải bớt ra. Lượng tá dược cần thêm vào, chính xác. À, tính ra công thức 1 viên, đúng rồi. Sau khi ra công thức 1 viên thì bao nhiêu viên, hao hụt bao nhiêu phần trăm thì cứ thể nhân lên thôi, được chưa? Nhưng ở đây bạn Phát nhớ cho cô này, chỗ này phải ghi là công thức 100 viên, hao hụt 15% thì mới chính xác, đúng không? Như vậy các bạn đã gì? À, nắm được cách tính rất là tốt rồi, đúng không? Đầu tiên à, muốn tính đầu tiên mình phải tính P. P sẽ bằng 13% của Y, bởi vì đây trong công thức này mình cố tình mình cho vào đây 13% hoạt chất. Yeah. Từ đó mình thay vào mình tính F thôi, sẽ được 0,77. Nghịch đảo lên mình sẽ được E là khoảng 1,3, đúng không? Khối lượng 1 viên tá dược nguyên chất thì sẽ bằng X chia cho 12. Đúng chưa? Khối lượng paracetamol trong 1 viên, hay còn gọi là hàm lượng hoạt chất trong 1 viên 0,3 gram. Từ đó mình tính được lượng tá dược cần thêm vào 1 viên theo công thức là gì? M tá dược sẽ bằng A trừ B chia E. Các bạn sẽ học được công thức này, đúng không? A trừ B chia E. Đúng chưa? Trong đó A là khối lượng 1 viên tá dược nguyên chất, B là hàm lượng hoạt chất trong 1 viên và E là hệ số thay thế thuận. Và mình tính được lượng tá dược cần thêm vào 1 viên. Từ đó mình nhân với 0,2 và 0,8, tức là 20%, 80% thì mình ra được khối lượng của PG400 và 4000 cho 1 viên. Và sau đó thì mình sẽ hoàn chỉnh được công thức bào chế 1 viên. Sau khi có công thức bào chế 1 viên rồi, thì bây giờ muốn tính công thức bao nhiêu viên, hao hụt bao nhiêu phần trăm, cứ thế nhân lên là được. Công thức 1 viên luôn là công thức quan trọng nhất. Được chưa bạn? Công thức 1 viên là công thức quan trọng nhất. À, như vậy là gì? À, mình sẽ tính ra công thức của 1 viên. Từ đó mình tính ra công thức 100 viên hao hụt 15%. Đúng không? Được chưa? Vậy cả lớp nhìn vào phần này mình đã nắm được cách tính hay chưa cả lớp? Nào các bạn còn lại, mình nhìn vào thế mình nắm được cách tính chưa? Đúng. Nào, lớp mình học phần bài tập có gì không hiểu là phải hỏi nha. Còn cái lúc đi thi đi học là mình không làm được đâu. Đúng không nào, nắm được không cách tính? Rồi đúng không? Được chưa? Như vậy phần này rất là quan trọng, phần tính toán. Mình sẽ tính được công thức bào chế. Rồi sau khi tính được công thức bào chế rồi thì mình sẽ sang tiếp theo đây là gì? À, quy trình bào chế rồi, được chưa? Thì mình sẽ đun chảy tá dược, cân hai cái tá dược đun chảy, sau đó phối hợp hoạt chất vào. Nếu hoạt chất tan thì mình sẽ hòa tan, nếu hoạt chất không tan thì mình sẽ phân tán cho nó đồng nhất. Rồi chờ cho khối thuốc đến gần nhiệt độ đông đặc thì sẽ tiến hành đổ khuôn. Và lúc này khuôn của mình thì đã được tiệt trùng, bôi trơn, làm lạnh, đạt yêu cầu rồi, đúng không? Khi đổ khuôn thì cũng giống như đổ cao xoa. Mình sẽ phải lưu ý như sau. Đổ cao và đầy hơn bề mặt khuôn từ 1 đến 2mm. Nếu là đổ các cái dạng thuốc mà ở dạng dị thể, tức là nhũ tương hay hỗn dịch, thì phải khuấy đều liên tục trong quá trình đổ để tránh lắng đọng hoạt chất, gây không đồng đều hàm lượng. Đúng chưa? Đổ nhanh liên tục giống như mình đổ cao xoa, đúng không? Cao hơn bề mặt khuôn. Đúng chưa? Sau đó thì mình làm lạnh ngay để tránh tách lớp. Đúng không? Đây, bước đổ khuôn. Mình sẽ đổ lần lượt từng viên. Và khi đổ khuôn lên trường của mình thì mình sẽ phải trừ hai cái lỗ hai đầu. Để sau đó mình còn gì? Tách viên thuốc ra. Mình đổ viên thứ nhất đầy cao hơn rồi mình mới ngắt sang viên thứ hai, cứ thế đổ cho đến hết. Được chưa? Đổ cao hơn bề mặt khuôn, đúng không? Đổ cho đến hết. À. Và nguyên tắc là đổ càng cao càng tốt, bởi vì kể cả mình chờ đến gần nhiệt độ đông đặc rồi nhưng khi nó đông nó vẫn có hiện tượng co rút thể tích một ít. Và làm sao cái phần co rút đấy nó nằm ở cái mặt trên của khuôn chứ không phải là lấn xô vào trong khuôn thì viên thuốc của mình sẽ bị thiếu khối lượng và thiếu hàm lượng hoạt chất, đúng không? Thế mình sẽ đổ gì? À, từng viên cao hơn bề mặt, thấy không? Đổ rất là vun cao. Sau đó mình sẽ làm lạnh. Làm lạnh thì tất nhiên vì mình đổ cao nên nó sẽ có phần thuốc thừa. Đây cũng chính là phần hao hụt này, mình phải tính thêm nữa này, đúng không? Bởi vì luôn luôn phải đổ cao hơn. Yeah. Và sau khi thu được thì mình sẽ cắt cái phần thuốc thừa này ra. Yeah. Cắt phần thuốc thừa đi cho nó bằng với mặt khuôn. Và lúc này thì viên thuốc của mình à, xong xuôi, đúng không? Rất là đẹp. Sau đó mình tháo khuôn, lấy viên thuốc ra và mình thu được thành phẩm của mình. Yeah, đấy chính là thao tác mình sẽ làm tại phòng thực hành của mình. À, rồi. Phối hợp dược chất thì có thể phương pháp hòa tan nếu dược chất là tan trong tá dược. Nhũ hóa trộn đều đơn giản. Nếu là dược nhũ tương thì sẽ là nhũ hóa. Nếu là hỗn dịch thì trộn đều đơn giản thôi.
nhá. Sau đó để nguội nhá, gói viên trong giấy chống ẩm, dán nhãn, bảo quản nơi mát. Không. Về đóng gói bảo quản, đây, nếu quy mô nhỏ mình đổ khuôn tại phòng thực hành thì mình sẽ tách ra và lấy từng viên gói trong giấy chống ẩm, xếp vào lọ có ngăn hoặc là lọ thủy tinh rộng miệng. Được chưa? Hoặc là đóng gói từng viên một. Nếu quy mô công nghiệp thì cái vỉ bằng chất dẻo chính là vừa là vỉ vừa là khuôn, nên mình đổ luôn vào đó và ép khuôn luôn, mình ép vỉ luôn. Bảo quản thuốc nhiệt độ phải dưới 30 độ C. Được chưa? Về đánh giá chất lượng thì mình sẽ có đánh giá một số các chất lượng về hình thái bên ngoài, tức là về thể chất, độ cứng của cái viên thuốc nhá. Và sau này mình sẽ áp dụng cái này khi mình đi học thực hành. Độ đồng đều khối lượng mình thử trên 20 viên và độ đồng đều khối lượng không được lệch quá cộng từ 5% so với khối lượng trung bình. Thời gian rã thì không quá 30 phút với tá dược thân dầu và không quá 60 phút với tá dược thân nước. Độ cứng đạt yêu cầu, định lượng hoạt chất đạt yêu cầu, tất nhiên phóng thích hoạt chất in vitro và in vivo, hấp thu in vivo đạt yêu cầu. Đấy là yêu cầu về chất lượng của viên thuốc. Về một số ví dụ các viên thuốc đạt thì bạn có thể về đọc thêm. Về công thức cũng như là quy trình bào chế các bạn có thể đọc thêm. Và như vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong chương thuốc đạt của mình.